Thả con chim ra đi, nó bị thương như vậy chưa đủ hay sao cậu còn hành nó nữa? Tôi không có hành hạ gì nó hết. Nó bị thương tôi ôm cho nó ấm. Nó không cần cậu lo cho nó đâu, cậu thả nó đi, không thôi cậu làm nó chết đó. Thôi để nó yên với con chim của nó đi, tao với mày kiếm gì ăn, đói bụng gần chết đây nè. Tôi sẽ đem nó về nhà cho nó ăn và chăm sóc nó. Khi nào nó khỏe tôi thả nó về tổ. Trời ơi, chim trời cá nước mà, có phải công tử như cậu đâu mà ốm trong lòng. Cậu thả nó ra đi, cậu thả nó đi, cậu đang hại nó đó. Nhưng mà nó đang bị lạnh, không thả nó về tổ được. Không biết sao nó thích con chim này dữ vậy không biết. À, Út. Vợ cậu tới rồi kìa. Cậu Út. Trời đất ơi, cậu đi đâu mà ra tới tận đây vậy? Nãy giờ tôi tìm cậu quá trời luôn á. Ủa, con chim này ở đâu mà cậu bắt nó vậy? Không có bắt, tôi lượm được. Tôi sẽ mang nó về nhà để nuôi. Hai anh này nè, nói tôi xử ác với con chim. Không biết sao nó thích con chim dữ vậy hả? Nụ à, mang chồng cô về dạy lại đi. Một hồi cậu làm chết con chim đó, tôi nói hoài mà cậu không chịu nghe. Tôi không có làm chết nó. Chị Nụ à, tôi phải mang con chim này về. Tôi sẽ trị bệnh cho con chim tội nghiệp này. Được rồi. Bây giờ cậu đi về ăn cơm đi nha, nha. Không là bà biết, bà la bây giờ. Đi. Nè con Nụ, cô mang chồng về bón cơm cho ăn cho trổ mã lên nha. Mai rày cậu có đi đâu thì nói tôi một tiếng để tôi dắt cậu đi. Đừng có đi một mình không tốt. Để tôi cõng cậu về nha. Cái này tao gọi là bồng bồng cõng chồng đi chơi. Đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng. Thôi đi, người ta đã như vậy ác mà bắt miệng với người ta vậy. Ác miệng cái gì? Ai biểu ham giàu lấy chồng con nít làm chi? Mày không phải là cổ sao biết chuyện gia đình người ta? Tao thấy cổ tội sao á? Tội gì? Trâu không uống nước thì không đi đầu trâu được. Cái này tao gọi là em ham giàu lấy chồng bé tí, làng trên sớm dưới thiếu gì trai tơ. Em mang thân cho thằng bé nó dày vò. Thôi đi, bà nói ngâm nga đi, tao đi trước à. Sao vậy? Ê, Đen, Đen, chờ tao với. Mẹ, má thấy con chim này có tội nghiệp không? Nó đang bị thương ở cánh nên nó không bay được. Con mang nó về chăm sóc cho nó lành lặn được không má? Con trai của má thiệt là có lòng trắc ẩn. Con chim này nếu không gặp được con thì không chết vì đói lạnh, cũng chết vì loài săn mồi khác. Con làm vậy là phải đạo. Vậy mà họ nói con đi tâm giết hại con chim, họ bắt con phải thả nó ra đó má. Họ là ai? Và họ còn nói với con chim phải được tự do bay lượn, chứ không phải giống bọn công tử nhà giàu thích được nuôi trong lòng. Họ thiệt là ác mồm ác miệng, không làm được như con trai của má, lại buông lời xúc xỉm. Con nè,
con đừng có đôi co với bọn họ làm gì. Mình là chén kiểu, không có chọi được với chén sành. Con có hiểu không? Dạ con hiểu. Cục vàng của má, nghe lời má, đi vô trong phòng. Chút xíu á, má kêu con nụ vô hâm cháo cho con ăn. Dạ má. Ừ. Cứ mỗi việc chăm sóc cho cậu Út thôi mà mày cũng làm không xong là sao? Dạ. Bữa sáng thì chưa chuẩn bị, lại còn để cho cậu Út đi ra ngoài gặp những bọn thấp hèn ăn nói cục xúc nữa. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, cậu Út là cục vàng của nhà này. Nếu như mà có xảy ra chuyện gì á thì mười mạng mày cũng không đền nổi nữa. Dạ con biết con có lỗi. Từ ra về sau con sẽ để ý cậu, không để cậu đi ra khỏi nhà một mình. Bọn nó là đứa nào? Mặt mày có nanh hay sao mà dám đụng tới con tao? Dạ là thằng Đen với thằng Tèo. Đúng là bọn tá điền chết tiệt. Tao sẽ không để yên cho tụi nó đâu. Còn mày, mày quên là lúc mày tứ cố vô thân, trôi sông lạc chợ, nếu như không nhờ cậu Út thì làm gì được vào cái nhà này ăn trắng mặt trơn như vậy. Mày phải nhớ điều đó và khắc cốt ghi tâm, một lòng một dạ hầu hạ con tao. Mày phải lo cho con tao chu toàn. Tao nhắc lại cho mày nghe một câu và phải nhớ nằm lòng, lúc nào cũng phải lo cho con tao, biết chưa? Mày nhắc lại cho tao nghe câu tao đã dạy mày nằm lòng. Dạ. Sống thì luôn hầu hạ cậu chủ, chết cũng theo hầu hạ cậu chủ. Đúng. Nhưng mà không phải cứ đọc ra rã ngoài miệng cho đủ đâu. Mày phải nhét vô trong đầu của mày đó. Dạ con nhớ rồi thưa bà. Bây giờ thì mau vào trong lo hầu hạ cậu chủ đi. Tươi tỉnh lên, đừng có để cậu chủ thấy cái mặt đưa đám của mày. Dạ thưa bà. Mày có biết con trai của tao là sinh mạng của tao không? Nó mà có bề gì, tao cũng không sống yên với cái nhà này. Mấy người đàn bà trong cái nhà này lúc nào cũng chờ trực cơ hội mẹ con tao xảy ra chuyện. Mày làm sao mà hiểu được? Ngay cả cái người mà mình lúc nào cũng tụng kinh niệm Phật, bụng lúc nào cũng trù cho má con tao phải biến khỏi cái nhà này để chiếm đoạt phần thừa kế, mới đó mà đã 5 năm kể từ ngày ông về với tổ tiên. Cái nhà này cũng theo chút thư của ông mà làm. Tôi biết ông là người biết nhìn xa trông rộng, biết tính, biết ý của từng đứa con, cho nên mới liệu việc cho thằng ba cai quản cái cơ ngơi này. Mà nói tới nó, tôi lại tự trách mình không biết dạy dỗ con cái, cho nên thằng hai làm ông phật lòng, đến nỗi ông không tin tưởng nó, giao lại hết tất cả quyền hành cơ ngơi này cho thằng ba. Ông xử như vậy, con nó buồn lắm mà nó không dám nói. Tôi làm mẹ như vậy tôi cũng khó xử lắm, ông có biết không? Tụi mày đâu hết rồi? Ông có đứa nào để tao xây giật là sao vậy? Mai mà má lại khấn vái cha nữa hả? Làm gì mà má u sầu dữ vậy? Má nghĩ lại coi, cha có nghĩ đến má con mình đâu. Má bây giờ có khấn á cũng không có thay đổi gì được đâu. Khấn vái gì cho mệt. Con đừng có ăn nói hàm hồ mà đụng tới người đã khuất nghe chưa? Con nói không đúng hay sao? Đường đường con là trưởng nam của nhà họ Trương đây, con của bà lớn ở trong cái nhà này nè,
Tại sao cha lại không giao quyền hành cho con mà lại giao cho thằng ba? Bây giờ nó cứ cẩn cẩn lên đây kìa. Ra dễ như vậy mà coi nó có tài cán gì không? Con nhìn lại cái bộ dạng của con đi. Nếu là má, má cũng không giao cái cơ ngơi này lại cho con. Chứ đừng nói chi là cha của con. Sao vậy? Sao tối ngày chỉ biết ăn chơi bù khú mà không lo chí thú làm ăn? Hở cái là mở miệng ra, một là trưởng nam, hai là ta tài giỏi mà không ra thể thống gì hết. Mà tự nhiên sao bây giờ má lại quy tội cho con? Nếu con không đi chơi để quên đi ngày tháng thì con làm cái gì đây? Má, hay là má kêu con đi theo thằng ba để làm chân sai vặt cho nó? Má không nói điều chi xa xôi, chỉ nói cái chuyện hệ trọng mà con không làm được. Má cho con lấy vợ là để sanh con, chứ không phải để đó cho có danh phận. Chỉ cần con có một đứa cháu nội đích tôn thì ít ra mình cũng được chia phần trong chút thư này. Chuyện này á, má phải đi hỏi vợ con, chứ con có để được đâu mà má lại đi trách con chứ. Con càng nói thì lại càng bậy. Má không biết nói làm sao để cho con tỉnh ngộ. Nếu con cứ sống phó mặt kiểu này thì chẳng những không có của hậu thân, mà ngay cả chốn trú thân của hai má con mình trong cái căn nhà này nè cũng sẽ lung lay đó. Má thật là bất hạnh à. Trời ơi, nhức cái đầu lắm má biết không? Cho má cứ nói cái chuyện này hoài vậy. Con hỏi má này, con cứ về nhà là má thấy mặt con là má cứ cằn nhằn. Hỏi sao con không đi ra ngoài đường con chơi chứ? Má còn nói, chứ con để tới khi nào? Yes. Mà... thằng hai, con với cái thứ con gì mà bất hiếu, nói chưa hết câu thì đã bỏ đi như vậy rồi. Nè, mày đừng có ra ngoài đường, cái chừng trời đánh đó. Lúc này có chửi bới ngoài. Tại sao suốt ngày cứ so sánh tôi với nó chứ? Nó thì có gì hả? Lúc nào cũng làm ra vẻ có chi lương. Chỉ có cha ngu muội bị nó lừa thôi. Đối với tôi nó chỉ là một thằng nguyên quân tử. Ê Tư, tao mới có được một con dế dương đá đau thắng đó, nổi danh khắp thiên hạ. Đợt này quyết trả hận bọn Dương Tôn, lấy lại thể diện cho nhà họ Trương. Ăn xong á, mày đi với anh, đi qua bên trấn nghe chưa? Quyết sống mái với tụi nó. Thầy Khả Nai, vậy bọn Dương Tôn phen này không đúng rồi. Chứ sao, Nam Nhi đại trượng phu, đã nói là làm, sao để cho bọn chúng qua mặt được. Việc của mày á là đi theo để chứng kiến tụi nó ê mặt vì dám kình với công tử Trương Phong Điền này. Thích quá Nai, chắc tụi nó sửa ngắt lưng nè. Ăn lẹ, anh còn dắt đi, không thôi trễ. Phúc Điền, em thuộc ngũ kinh tới đâu rồi? Còn tứ thư nữa. Đọc thử một đoạn cho anh nghe coi. Đọc giờ hả anh ba? Ăn xong thì mau vào thư phòng đọc cho anh. Làm Nam Nhi đại trượng phu, biết đâu là chuyện hệ trọng. Chuyện của em là trao dồi kinh sử để sau này còn đỗ đạt chốn quan trường. Em còn nhớ cha kỳ vọng gì vào em không? Dạ em nhớ. Cả đời cha buông ba, gây dựng cơ nghiệp là có cách mấy cũng chỉ là lấy buông, không được thiên hạ coi trọng. Cha mong anh em mình sau này sẽ có đứa được ni danh trong bản về, làm rạng rỡ dòng họ. Em là người cha kỳ vọng nhất nên mới mời thầy về dạy. Đừng sao lãng mà phụ lòng cha. Dạ em hiểu rồi anh ba. Anh hai, chắc em không theo anh đá dế đâu. Anh hai đi một mình nha. Ê ê, thằng hèn, mày lật mặt như lật bàn tay vậy? Mày mới đòi theo tao đá dế,
mà bây giờ quay qua làm đứa con hiếu thảo là sao hả? Anh cũng muốn đi thì đi một mình đi, có chi mà rủ thằng Tư theo. Nếu nó có bị quở phạt, anh có chịu đòn thay nó không? Sách có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thầy có dạy em câu này chưa Tư? Dạ có. Vậy phải học cho nhiều lần, học nhiều lần cho thấm thía, sau này mới nên người. Ý mày muốn nói gì? Mà thôi, tao cũng không cần biết. Tao không cần biết ý của mày là gì. Mày ý học được mấy câu, thấy cha khen rồi lên mặt hả mày? Tao nói cho tụi bay biết nha, tụi bay nên nhớ, tao là anh hai của tụi bay, là cậu hai của Trương gia này, là con của bà hai, là bà lớn nhất trong nhà này. Tụi bay á, cố gắng lấy lòng của cha thì cũng không hơn được tao đâu. Em cũng muốn hơn thua gì anh đâu. Em chỉ nhắc thằng Tư để tâm vô chuyện học hành mà thôi. Mày đừng có xạo, tao biết hết. Mày nói gần mực thì đen là nói tao chứ gì? Có câu nào mày nói mà mày không móc tao đâu? À, sẵn có ông ba đây, tôi muốn hỏi một câu. Có bao giờ tôi ám chuyện anh hai không? Ông ba, cái câu gần mực thì đen là có ý móc mỉa tôi đúng không ông ba? Dạ ông ba. Thôi thôi, các cậu đừng có cãi nhau nữa. À, ông mà nghe được á, là la hết cả ba luôn đó. Tôi là cái phần tôi tớ trong nhà, chỉ có biết hầu hạ các cậu cho chu đáo thôi, chứ không có dám nói ra nói vô cái gì đâu. Nhức đầu quá, ăn nhanh đi, để tôi còn dọn dẹp nữa. Tôi không ăn nữa. Ông ba, chiều nay á, ông dọn cơm riêng cho tôi, tôi muốn ăn một mình, tôi không muốn ngồi ăn chung với ai hết. Anh hai, anh đừng giận mà. Em có gì sai thì anh chỉ dạy. Cứ làm như vậy, lỡ má hai hỏi ra, giờ má hai giận má con em. Kệ mày, ai biểu mày ngu mày nghe theo lời nó. Mày kêu má con nó bên má con mày đi. Có cái gì mà em phải lo sợ? Nếu cha và các má hỏi ra, anh sẽ thưa rõ chuyện. Em cứ ăn hết cơm đi, rồi đi vào phòng học cho anh. Ăn đi cậu hai. Cái bệnh gì mà nó khóc hoài vậy ta? Nó khóc làm ồn hết cái lỗ tai này. Sao con Ngủ không bóp cái mũi nó lại để cho nó im đi? Ông ba, sao thằng Út còn nằm ở trong nôi mà cứ dọ vậy ông ba? Có phải lấy con Ngủ để hết bệnh gì đó không? Dạ đúng. Tôi nghe nói lại là cậu Út sanh ra nhầm giờ xấu nên khó nuôi. Theo cách bài của ông thầy ở trên núi á, làm đám cưới á thì mai ra cậu mới hết èo uột. Tôi thấy nó đám cưới xong rồi nó có hết bệnh đâu, đám xong rồi mà nó cũng vậy à. Tôi thấy để con Nụ sau này lớn lên làm lẽ tôi còn hay hơn. Cái gia đình gì mà không có tôn ti trật tự. Thứ Nam thì được thừa hưởng cơ nghiệp của cha. Kể mày đi, mày cứ nhận trọng trách khó nhọc đó, ráng ngày đêm cày bừa để giữ cái cơ ngơi này đi. Tao không hơi đâu mà giành giật với mày. Tao đây vẫn là cậu hai của nhà họ Trương, có mất mát gì đâu. Đồ ngu. Thưa má. Con đang làm gì vậy? Dạ, con đang thêu cái khăn tay cho má. Hôm trước thấy má đi đám mà cái khăn tay của má bị cũ. Tôi đâu cần mấy thứ đó. Nếu
muốn làm dâu Thảo vợ Hiền thì cô nhanh nhanh sanh cho tôi một đứa cháu trai để nó giỏi tông đường. Dạ, má dặn đi con xin nghe. Lúc nào tôi nhắc cô cũng chỉ một câu nói y chang như vậy hả? Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Không biết đến khi nào tôi mới có một đứa cháu để ẵm bồng. Dạ, thì con cũng làm đủ mọi cách để không làm phụ lòng má. Nghe nói ở đâu có thầy hay thì con cũng tìm đến. Chùa nào linh thiêng thì con cũng không quản ngại đường xa đến nơi cầu tự. Có lẽ lời cầu khấn của con chưa động tới ơn trên nên... Cái gì cũng có mức độ. Tôi ngày càng lớn tuổi, tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ là dâu con mà không sanh được con cho gia đình chồng là đã phạm phải điều cấm kỵ trong thất xuất. Thằng hai, nó có quyền viết giấy rảy vợ là kiếm vợ khác mà không cần phải đắn đo. Đừng nghĩ hễ là mợ hai của họ Trương là sống trong nhung lụa giàu sang sung sướng suốt cuộc đời đâu. Thưa má, là do cô buộc tôi phải nói ra điều này. Cô liệu mà sống cho phải đó. Bây giờ ông bán xưởng rồi, tôi cũng biết làm đâu nữa. Tôi chỉ có thể trả cho ông giá đó mà thôi. Tôi thà đập bỏ cái lò lu này chứ không để nó lọt vào tay của cậu đâu. Tôi biết cậu có quyền lại giàu có, nhưng mà đừng có mong rớ tới cái lò lu của tôi. Tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới gầy dựng được nó, sao lại để người thất đức như cậu mua được chứ? Đúng rồi, sao mà để người khác mua được? Có lẽ ông quá thành kiến với tôi chăng? Nếu ông chịu nhượng lại cái lò lu, tôi hứa sẽ làm cho nó ngày càng phát đạt hơn. Còn ông thì về quê an hưởng tuổi già. Ông không thấy mình quá cổ hủ sao? Ông không chịu thay đổi mẫu mã nên hàng thường ế ẩm và dội chợ. Nè, tôi mà mua về, tôi sẽ làm cho nó mới và đẹp hơn, mang chuông đi đánh xứ người. Ông đừng có lên mặt dạy đời như vậy. Cũng vì cái điều đó mà tôi không bán cái lò lu này cho cậu. Tôi không muốn đánh mất bản sắc cái lò lu của làng Nhất. Đó là tâm sức của nhiều người, sao lại để cậu đạp đổ một sớm một chiều như vậy chứ? Ông biết một mà không biết mười. Mình vẫn giữ những tinh hoa của lưu làng Nhất, rồi học thêm những tiên tiến của người khác thì sản phẩm của mình ngày càng tốt chứ sao? Như vậy sao gọi là phủi bỏ hay đạp đổ chứ? Chưa hết, tôi nghe nói cậu mua lại xưởng nghề nào á, cậu sa thải hết người làm ở đó, kể cả những người cả đời đã gắn bó với nghề. Như vậy á thì làm ăn không có biết trước biết sau, chỉ biết tư lợi cho bản thân mình thôi. Chuyện này ông nghe ai nói hả? Chuyện từ miệng người này sang người khác, làm sao tránh được chuyện tam sao thất bản. Tôi không phủ nhận đã làm chuyện đó, nhưng tôi chỉ làm chuyện đó với những kẻ cổ hủ, cố chấp, cản trở sự đổi mới của tôi thôi. Nói gì thì nói, tôi cũng không có tin cậu. Cho dù cậu á mang đến đây núi bạc chất qua đầu của tôi cũng không có bán cho cậu. Không cùng chí hướng, khó mà chung tiếng nói được. Không có bán. Chào cậu. Cậu tới rồi. Sẵn đây tôi giới thiệu cho cậu biết, đây là một thương nhân làm ăn rất là uy tín. Cậu ấy mua lại cái lò lu này và tôi đã đồng ý bán cho cậu ấy. Mặc dù á cái giá đưa ra không có bằng cậu, nhưng mà tôi tin tưởng nên giao phó lại cái lò lu này cho cậu ấy. Đúng rồi đó. Vậy là ông đã đồng ý thỏa thuận giữa chúng ta mà hôm qua tôi đã nói với ông. Tôi đồng ý. Cậu có đem bạc theo ở đó không? Đây, tôi đã điểm chỉ sẵn rồi. Tốt, đây là tiền của ông. Tôi á hoàn toàn tin tưởng cậu. Tuổi trẻ tài cao chỉ là thứ yếu thôi. Cái cần thiết á là phải có được nhân cách khi ra đời làm ăn. Có lẽ cậu ba nhà họ Trương đây á
cần phải học hỏi cái điều này. Thưa cậu ba, văn tự mua lò lu đã xong. Chuyện này là sao hả cậu? À, tôi quên nói với ông, tôi chỉ là người thừa hành ký kết với ông mà thôi. Còn Trương công tử đây mới là ông chủ thật sự của lò gốm làng Nhất. Như vậy tôi không bán nữa. Ông làm cái gì vậy? Ông đã điểm chỉ vào văn tự là ông đã đồng ý bán lò lu này với giá sòng phẳng rồi. Giờ ông nói không bán nữa là sao? Nhưng mà tôi không có bán cho hắn đâu. Việc của ông đã xong, còn ai là ông chủ mới thì ông không cần quan tâm. Nếu ông làm sai văn tự đã thỏa thuận thì ông sẽ bị kiện ra công đường. Thì ra tất cả là do mấy người bài kế, thủ đoạn hèn hạ, đê tiện. Nè, ra đời làm ăn không phải chỉ có tài có đức, mà còn phải có cái đầu đa mưu túc trí. Tôi hứa sẽ thay ông cai quản cái lò lu này, để làm cho cái nghề lu của làng Nhất phát đạt, giang tiếng khắp vùng. Nè, về học lại bài học dở lòng về buôn bán đi. Cái đồ lừa đảo, cái đồ quân rối trá. Nè, kỳ hạn cho ông đúng một tuần trăng, phải giao toàn bộ cái lò lu và sổ sách này cho ta tiếp quản. Nếu sai hẹn, hậu quả khôn lường. Muốn đối đầu với công tử họ Trương này sao? Ông không đủ cả tài và đức đâu. Bây giờ sao? Đó, cái sưởi này đó, bây giờ mình mất việc sao vợ? Tốt lại chứ đâu? Không đậu ơi, ơi. Trời ơi, ta thua trí cái thằng ranh con nhà họ Trương này rồi. Ơi. Dạ cậu ơi, con có chuyện này muốn hỏi cậu. Mày không biết cớ chi cậu lại nhất quyết mua cho được cái lò lu làng Nhất chứ gì? Dạ, tại con thấy ở đó hàng quá thì ế ẩm, rồi tiếng tăm thì không bằng hàng ở các xứ khác, mà cậu cứ tìm cách đòi mua. Chắc là cậu có dụng ý gì rồi, đúng không cậu? Làm ăn mà, cái gì mà thiên hạ thấy là cục đất, mình có thể biến nó thành vàng thì mới thắng. Người ta sẽ cho là dại khờ khi bỏ tiền ra mua cái lò lu ế ẩm của gã chủ cố chấp đó. Với ta thì nó sẽ hái ra bạc. So với các nước lân cận, mẫu mã của mình không bằng, nhưng mình lại có loại đất sét tốt, cộng thêm thợ thầy cần cù chịu khó. Quan trọng có người đủ giỏi để đưa mặt hàng mình cạnh tranh với xứ người hay không. Dạ, người đó không ai khác chính là cậu ba nhà họ Trương. Con thấy từ khi ông mất rồi cậu tiếp quản cơ ngơi, gia sản nhà họ Trương ngày càng thanh thế hơn. Cậu không chỉ an phận về việc cho thuê đất mà còn mua các xưởng cắt chành nữa, cơ ngơi của nhà họ Trương ngày càng lớn hơn. Nếu mà ông còn sống chắc là ông sẽ vui lắm. Bây giờ nói ra điều đó còn quá sớm. Khi nào ta làm chủ hội bách nghệ, gom tất cả các nghề thủ công mỹ nghệ quy về một mối, mang tinh hoa của xứ mình ra bốn bể, lúc đó mới thỏa lòng. Dạ, cậu sẽ làm được mà. Dạ thưa bà Tư, con qua làng bên đã lấy thuốc về rồi đây. Con để đó cho bà đi. Sao mắt bà đó que vậy? Bà lại nhớ cậu Tư phải không bà? Hễ mỗi lần á, con thấy bà lấy áo hay vật dụng gì của cậu Tư ra là bà lại khóc à. Cậu Tư đi xa, chắc cậu Tư cũng nhớ bà lắm á.
Con coi nè, cái áo này hồi nhỏ thằng Tư nó thích mặc lắm. Có lần bị dính mũ chuối, nó sợ bà la, nó lấy giày cột lại như vậy nè. Cái thằng thiệt tình. Cậu Tư á là người con hiếu thảo, nên lúc nào á cậu cũng sợ làm bà buồn. Mà đối với tụi con á nha, cậu là người cậu chủ hiền nhất luôn á. Không bao giờ mà cậu la mắng ai nửa lời á bà. Tối ngày cậu chỉ biết đèn sách không à. Thằng Tư mà hung dữ được với ai. Còn mũi đậu á mà còn không đập kìa, chỉ biết xua đi thôi con à. Biết xa cậu á là bà sẽ nhớ, mà sao bà cho cậu đi học xa quá giờ? Có phải bà nghĩ tới chữ công danh, muốn cậu có tiền đồ sáng lạng nên mới làm vậy phải không bà? Hàm chi cái chữ công danh chứ con. Bà gửi cậu con tới làng Mộc theo học thầy Nhân là muốn cho cậu học cái nhân cái nghĩa. Chứ làm ông này ông kia mà không có cái đức á, thì chỉ rước họa vào thân mà thôi con à. Cậu Tư á là người tử tế, là nhờ giống bà á bà. Đám gia nhân tụi con á, đứa nào cũng thương bà. Bà lúc nào cũng nhẫn nhịn cam chịu, không thích đôi chối hơn thua với ai nửa lời. Nhiều lúc á con nghĩ mà tức cho bà á. Thôi con lo đi làm công việc đi, ở đó dần lần coi chừng bị rầy đó ra. Dạ. Thì giờ thuốc này á, bà muốn sắc liền để tôi có uống hay sao bà? Thôi con cứ để bình đó cho bà đi. Dạ con biết rồi. Cầu cho con của má ở xa luôn mạnh khỏe, học hành tấn tới. Chỉ vậy là má vui rồi. Phúc Điền à, con trai của má. Phu lễ giả, tự ti nhi tôn nhân, tuy phụ phiến, giả tất hữu tôn giả. Câu này có ý nói rằng người hiểu lễ nghi thì mới có thể khiêm nhường và tôn trọng tất cả những người khác, dẫu là những người gánh gồng buôn bán hoặc là làm công việc chân tay, đối với họ cũng nên có lòng tôn kính. Các trò tự ghi nhớ trong lòng và thuộc nằm lòng nghe chưa? Dạ thưa thầy. Bây giờ ta học tiếp. Bác văn cường thích nhi nhượng, đôn thiện hành nhi bất đãi, vị chi quân tử. Câu này có ý rằng người học nhiều hiểu rộng, biết giữ lễ khiêm nhường, tu thân hành thiện, không trễ nải, thì đó mới là quân tử. Cả lớp hiểu không? Dạ thưa thầy hiểu. Bài học hôm nay chỉ bấy nhiêu. Trước khi bãi lớp, ta muốn ôn lại các bài thơ mà ta đã dạy cho các trò hôm trước. Trò Tam, hãy đọc cho thầy nghe bài thơ Du Tử Ngâm. Dạ thưa thầy. Từ mẫu thủ trung tuyến, tử con. Trò không thuộc đúng không? Con có thuộc, nhưng mà con ngủ dậy xong cái con quên mất tiêu. Đọc lào lào nhưng mà không thấm nghĩa của câu thơ đó thì chẳng khác nào con vẹt học nói. Ta đã nhắc các trò bao nhiêu lần rồi, khi học phải chuyên tâm trao dồi, chớ đừng lo ra. Dạ con biết rồi. Phúc Điền. Dạ. Con hãy đọc bài đó cho ta nghe. Dạ. Dạ. Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng nghi,
lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy, thủy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Giỏi lắm Phúc Điền. Vậy con hãy nói ý nghĩa của bài thơ này cho thầy và các bạn nghe. Dạ thưa thầy. Ý nghĩa của bài thơ này nói lên nỗi lòng của người con nhớ về hình ảnh của Từ Mẫu tiễn con mình đi xa. Bà ngồi khâu thật kỹ chiếc áo vì sợ con trai của mình lâu lâu mới về. Bài thơ cũng nói lên tâm tư tình cảm của đứa con bé bỏng, mong sớm ngày có thể báo đáp công ơn to lớn của mẹ già. Giỏi lắm. Bài thơ nhắc ta phải nhớ tới công lao của cha mẹ như trời biển. Dù ở nơi xa lập nghiệp hay trao dồi đèn sách, thì ta cũng phải chuyên tâm để không phụ lòng cha mẹ của mình. Ngô Nhi, con tâm đắc bài thơ nào nhất? Hãy đọc cho các bạn đồng môn nghe. Dạ thưa thầy, con xin đọc bài thơ Kim Hỷ Y. Khuyến quân mạc tích Kim Hỷ Y, khuyến quân tích thủ thiếu niên thời, Hoa Khai Khang Chiết Châu Tu Chiết, Mạc Đãi Vô Hoa Không Chiết Chi. Trò Tâm. Dạ. Vậy bài thơ này là ý gì vậy? Dạ ý nghĩa của bài thơ này là chắc con lại quên nữa rồi phải không? Ngô Nhi, con hãy nói ý nghĩa của bài thơ này cho trò Tam nghe một lần nữa. Dạ thưa thầy, ý bài thơ này là lời của một thiên kim tiểu thơ nhờ hình ảnh chiếc áo kim tuyến nói hộ lòng mình với ý trung nhân. Đừng vì mãi theo vinh hoa đổ đạt mà bỏ quên thanh xuân của người con gái và tấm chân tình bên cạnh chàng. Hay lắm Ngô Nhi, ý bài thơ rất lai láng mà được con diễn đạt lại lại thấy chứa chan tình cảm lắm. Trò Tam. Dạ. Trò có nghe rõ hay chưa? Dạ. Dạ thưa thầy, con nghe rõ. Tất cả các trò được ăn cơm, chỉ riêng trò Tam ở lại chép 100 lần hai bài thơ lúc nãy rồi mới được ăn cơm. Chúng con chào thầy. Ê, để chữ bài nha. Từ từ. Ai cũng có phần hết. Từ từ thôi. Nhìn cơm ngon quá. Rồi nè. Rồi mọi người ăn đi nha. Mọi người ăn cơm nha. Ăn cơm đi. Cơm ngon quá ha. Phúc Điền, sáng Mùi đi chợ á, có mua cho Quỳnh trái quýt nè. Ủa? Lát ăn cơm xong á, Quỳnh nhớ ăn nha. Cảm ơn Mùi nhiều nha. Có gì đâu. Ôi sướng nha, sao tôi không có vậy? Ai biết. Nên hỏi Mùi giận kìa. Ủa Quỳnh đâu, Mùi giận? Có ai ăn cơm thêm không nè, để Mùi bới cho. Mấy Quỳnh á, đừng có ganh tị. Quýt này á, là do Điền Quỳnh đưa bạc gửi tôi mua, chứ đâu phải tôi tặng đâu mà nhao nhao lên vậy. Ai biết đâu,
Huynh thấy bữa thì bánh bò, bữa thì lũ, nay thì quýt. Không lẽ Điền Huynh lại ăn hàng với con gái vậy sao? Hỡi. Đúng rồi. Nè, mấy huynh đừng có bới lông tìm vết như vậy, giống mấy bà ngoài chợ lắm. Ủa, mà Tam huynh đâu rồi mấy huynh? Tam huynh á, bị thầy bắt chép phạt rồi. Khi nào chép xong á, mới được ăn. Vậy hả? Vậy á, phải trừ một phần cho Tam huynh. Chứ mấy huynh mà ăn hết rồi á, lấy gì Tam huynh ăn? Mắc công Tam huynh lại ăn dạ tôi nữa. Đó, các huynh thấy chưa? Dân đúng là một người rất là chu đáo, chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho từng người một luôn. Nhưng mà ưu ái nhất á, vẫn là Điền huynh mà. Chút nữa Điền huynh ăn quýt, nhớ cho tôi một muối, ăn lấy thảo nha. Đúng rồi. Cái gì vậy? Cô nè, vừa nguyên một trái cho mọi người luôn nè. Nhanh lên đi, nhanh lên. Trời ơi, xuống đây. Tại sao bà huynh lại lôi đẻ ra đây? Thì ra đây tắm suối chung với mọi người nè. Đi mà, xuống đi. Đi mà, có huynh ở đây mà, không có sao đâu. Bào xuống tắm suối. Trời ơi, đánh nó đẻ đẻ không biết bơi. Xuống đi mà. Nè, thôi nè, con đầu nhé. Từ từ thôi, đừng làm đẻ sợ mà. Nè, từ từ thôi. Nè, từ từ, đừng đẻ nè. Đừng có mà. Đừng làm đẻ sợ mà. Nè, từ từ đi, từ từ mà. Ủa sao mọi người không chịu ăn cơm đi, chờ đợi tôi làm cái gì vậy? Hai má con tôi á, lên ăn sao cũng được mà. Để mọi người chờ như vậy tôi ngại lắm đó nghe. Ủa, em nói vậy sao được? Khi còn sống, ông đã ra cái lệ, trong buổi cơm gia đình là phải tề tựu đầy đủ thì mới cho đụng đũa mà. Dạ, em biết mà. Tại vì thằng ba nó về trễ, cho nên em đợi nó lên ăn chung. Thiệt tình cái thằng, suốt ngày cứ lo công việc mà quên ăn quên ngủ. Em nhắc chừng chừng nó hoài đó chứ. Dạ, thưa má hai và các má. Dạ, con thật có lỗi khi để mọi người phải chờ cơm cùng con. Con hứa lần sau sẽ không còn chuyện này nữa đâu. Không ai dám trách con hết. Con cũng vì cái nhà này đầu tắt mặt tối, chứ có phải do rong chơi mà quên giờ giấc ăn cơm đâu. Thôi đừng có nói phải trái nữa, mọi người ăn cơm đi. Dạ, thưa má hai và các má, trước khi ăn cơm con xin phép thông báo một tin mừng. Kể từ hôm nay, cơ ngơi nhà họ Trương của mình sẽ có thêm một lò lu của làng Nhất. Khi xong xuôi, con sẽ đưa mọi người đến đó xem. Trời ơi, thiệt vậy sao con? Con ơi, con làm má mừng muốn chảy nước mắt luôn đó con. Ông ơi ông, thằng con trai mà ông tin tưởng, giao phó điền sản, đã không làm ông thất vọng. Gia sản nhà họ Trương không chỉ có đất đai trù phú, mà còn có nhiều xưởng nghề ở khắp mọi miền. Chắc nhờ cha con phù hộ, cho nên con làm đâu được đó đó con. Dạ, con thấy nghề thủ công truyền thống
cần phải được duy trì và phát triển vang danh khắp nơi, không chỉ trong xứ của mình mà kể cả xứ người nữa. Cho nên bằng mọi giá con phải mua lại lò lưu làng nhất đó má. Con à, con làm cái gì má cũng tin tưởng con hết á. Nè bà Vú. Dạ. Ngày mai bà đi chợ á, nhớ mua thiệt nhiều đồ ăn ngon về để ăn mừng nghe chưa. Dạ bà. Thôi được rồi, ăn cơm đi, mọi người cũng đói rồi đó. Chú ba thiệt là tài giỏi, nhưng mà ông bà xưa có câu: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. À, cái gì mình rành á thì mình hãy làm. Còn ở đây cha mình từ nào giờ từ đất mà làm nên cơ nghiệp này, cũng đủ cho cả gia đình mình sống giàu sang mấy đời không hết. Chú ba đứng ra thu mua các xưởng các chành mà chú ba không am hiểu nghề, coi chừng bị mất vốn như chơi nha. Nếu như mình không biết thì mình học. Với lại mỗi ngành nghề đều có thợ có thầy, mình thuê mướn họ làm, có gì đâu mà mình phải lo. Nói cái chuyện thợ thầy nó dễ dờ qua mặt á là thấy không có lời rồi. Nói chưa đến cái chuyện đám thợ thầy đó, nó bán đứng, nó phản phúc mình á, thì mình trắng tay. Anh đã từng thấy nhiều người bị như vậy rồi. Nè hai, con ăn đi, con lo xa quá. Thằng ba em con nó ra đời làm ăn, chắc cũng có cân nhắc thận trọng. Trọng trách của nó là giữ cái cơ ngơi của cha con để lại, chắc là nó không có dám làm càn đâu. Nếu mà chẳng may lụng bại thì làm sao mà dám xuống suối vàng để gặp mặt cha con. Má hai nói như vậy có đúng không hả con trai? Dạ, con cảm ơn má đã nhắc nhở con. Con làm gì cũng muốn tốt cho gia đình mình, cho dòng họ mình. Nhất là lời ủy thác của cha trước lúc lâm chung. À, con chỉ nhắc vậy thôi. Còn chuyện đó thì do chú ba hết. Chỉ sợ ngựa non háo đá thì cả cái gia đình mình lao đao khốn khổ, thì lúc đó con nói cũng bằng thừa. Thằng hai, con đừng có lo xa quá. Em trai của con biết làm cái gì đúng làm cái gì sai mà. Nếu không cha con đâu có tin tưởng mà giao cả cái cơ ngơi này cho em con, trong khi đó nó chỉ là thứ nam chứ đâu phải trưởng nam. Má nói vậy con thấy đúng không? Em ba, em vuốt mặt thì phải nể mũi. Thằng hai là do chị sanh ra, em nói nó bất tài thì khác nào em bỉ mặt chị trước mặt mọi người sao? Chị hai, em nào có ý đó. Tại vì chị suy bụng ta ra bụng người thôi. Thôi mà hai chị, hai chị cho em nói một tiếng công bằng được không? Ông là người sáng suốt, ông đã chọn mặt gửi vàng, giao cho thằng ba, tin tưởng thằng ba lèo lái cái gia đình này. Chúng ta nên tin tưởng nó. Em Tư nói nghe đúng đó. Nhưng chuyện ông không giao cơ nghiệp cho thằng hai cũng không phải là không tin tưởng. Ông muốn thằng hai lo chuyện ma chay cúng tế thay mặt họ Trương mà giao tế với các hương chức hội tề. Giả lại thằng hai còn phải lo chuyện nối dõi tông đường sau này, nên ông mới cho nó lập gia thất sớm. Đứa nào cũng có bổn phận đối với họ Trương, như vậy ông mới an lòng ngậm cười nơi chín suối. Em Tư nói nghe phải. Còn thằng Tư của em, từ nhỏ ông đã cho theo nghiệp đèn sách, nó mà đổ đạt thì dòng họ nhà mình cũng nở mày nở mặt với thiên hạ. Vậy còn út của má, mai mốt con lớn lên con giúp gì được cho gia đình họ Trương hả con? Thằng út là đứa mà ông cưng nhất nhà, ông cũng kỳ vọng nó sau này lớn lên sẽ khỏe mạnh nên người, như vậy là ông mừng rồi. Chị nói vậy chẳng khác nào
nói con em là cái của nợ của gia đình này. Em biết thằng Út khi nó mới sinh ra, nó đã mang thể trạng yếu ớt. Đã 10 tuổi mà đẹp người nhỏ thó như trẻ lên năm. Nắng không ưa, mưa không chịu. Nhưng mà có cần chị phải trù rủa nó vậy không hả chị hai? Em Năm à, chị hai không có ý đó đâu. Thằng Út nó còn nhỏ nên mong nó khỏe mạnh cũng đúng mà. Em đừng có suy nghĩ nhiều rồi chị em không vui. Thằng Út cũng là con nhà họ Trương, nó cũng có trọng trách đối với cái nhà này. Chỉ mong nó mau trưởng thành để phụ lo với các anh của nó. Chị Tư, chị lo cho con em. Má con em xin đa tạ. Em chỉ lo cho thằng Tư không biết theo học bên làng Mộc sao rồi. Nhà mình thì kỳ vọng vào nó nhiều lắm đó chị. Nô, sao không lo đút cơm cho em? Cái con này, mày làm cái gì vậy hả? Rồi mày tính lấy cái muỗng dơ đó đút cho em đó hả? Mày không mau đi ra rửa cái muỗng đi. Dạ. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Chờ một chút nha, cục vàng của mẹ. Huynh nè. Bộ huynh không thấy là cô Dần có tình ý gì với huynh hay sao? Tình ý gì chứ? Cô đối với các môn sinh trong lớp thì đều chăm lo như vậy mà. Thầy Nhân đã nhờ cổ là lo cơm nước cho mọi người. Đó là trách nhiệm của cổ thôi mà. Nhưng mà cô Dần chăm sóc huynh thái quá, ai cũng thấy điều đó mà. Chẳng phải là huynh không hề nhờ cô ấy mua giùm bánh trái hay sao? Đúng vậy. Nhưng mà... Thì đó, cô ta có ý muốn cho huynh hiểu đó. Không có đâu. Huynh thấy là cô Dần rất là chu đáo. À, hôm rồi cái áo của Từ Đệ bị xúc chỉ đó, cô cũng lặng lặng khâu. Chứ Từ Đệ có nhờ giả gì đâu. Cái đó thì khác. Nhưng mà với huynh thì khác à nghe. Mà nè, sao đệ cứ quả quyết điều đó vậy? Chẳng lẽ cô Dần nói với đệ điều đó hả? Cần gì phải nói. Nhìn cái cách nhìn huynh là biết rồi. Sao huynh chẳng thấy được điều đó? Làm sao mà huynh thấy được? Chỉ có đệ mới thấy được thôi. Con gái có thứ trời cho là linh tính rất là sắc bén. Nhìn sơ thôi là biết liền à. Ủa là sao? Đệ nói là đệ có linh tính đó hả? Không, ý đệ nói là cô Dần kìa. Đệ lạ lắm nha. Lúc đầu vào lớp huynh cứ nghĩ đệ là nữ nhi không đó. Nam nhi gì mà mảnh khảnh, chân tay yếu ớt, lại thêm á mặt qua da phấn nè, rồi giọng nói thánh thoát giống như là con gái vậy. Con gái gì chứ? Người ta đã nói từ lúc sinh ra thể trạng lúc nào cũng yếu ớt, cho nên là người nhỏ con vậy thôi. Còn giọng nói thì tại lúc vậy thì không có bể giọng nên mới thanh. Để nói bao nhiêu lần rồi mà. Thì biết rồi. Nhưng mà lâu lâu huynh thấy đệ rất giống con gái. Con gái cái gì? Quýnh cho bây giờ. Đệ mà quýnh được ai? Mà nè, quýnh lấy làm lạ nha. Sao nhiều bài thơ đệ không nhớ mà lại nhớ bài Khiêm Hỷ Y Lầu Lầu? Lại còn
mô tả nỗi lòng của cô gái y như là thổ lộ tâm tư của chính mình vậy. Quỳnh nghi lắm đó nha. Nghi cái gì mà nghi? Quỳnh đừng có đánh trống lảng chuyện của Quỳnh với lại cô Dần. Nhưng nếu như không có tình ý gì á thì Quỳnh nói cho người ta biết, kẻo khổ thân con gái người ta. Đã nói là không có gì rồi mà. Chẳng lẽ bây giờ Quỳnh chạy thẳng tới hỏi cô Dần là bộ cô Dần có tình ý với tôi hả? Ai mà lại sổ sàng như vậy được chứ. Thì Quỳnh cũng đừng có nhận tấm lòng của cổ nữa. Nhận tức là ngấm ngầm đáp lại tấm chân tình của người ta rồi, đúng không? Vậy sao? Chứ gì nữa. Nếu vậy á thì Quỳnh vậy thì thôi được rồi. Vậy thì kể từ ngày mai á Quỳnh sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ cô Dần hết. Mà Quỳnh muốn nhận của cổ thì cứ nhận đi, đừng có miễn cưỡng nghe theo lời đệ. Lỡ cô Dần có buồn thì sao? Thà là để cho cô Dần buồn chứ để cho đệ buồn á thì Quỳnh mới không vui nè. Sao liên quan đến đệ? Thì Quỳnh thấy đệ có vẻ không vui về chuyện mà Quỳnh nhận quà của cô Dần. Đệ không vui cho nên Quỳnh cũng thấy không vui. Ta là huynh đệ với nhau, học chung với nhau 2 năm, nhưng mà trong lòng của Quỳnh lúc nào cũng xem đệ giống như là một người bạn thân thiết. Đệ có biết không, nếu trên đời này có cái gọi là tri kỷ thì Quỳnh mong muốn chúng ta sẽ là một đôi bạn tri kỷ, tâm đầu ý hợp với nhau. Buồn vui của đệ cũng là buồn vui của Quỳnh, và ngược lại. Nhiều lúc Quỳnh có ý nghĩ thật là ngộ nghĩnh. Quỳnh nghĩ là mình đã tìm được một nửa của mình rồi và không muốn lập gia thất nữa. Chỉ cần có đệ thôi là được rồi. Công tử, công tử. Có việc gì Tiểu Đồng? Có thư của lão gia nè công tử. Vậy hả? Quỳnh ở đây nha, để phải về phòng rồi, cáo từ. Đi. Sao nó khóc dữ vậy? Má Năm đâu rồi? Dạ cậu Út bệnh nên má Năm đi tìm thầy rồi. Còn bà Vú? Dạ bà Vú đi tìm thầy bên nhà, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về. Bà Năm sốt ruột nên mới đi tìm tức thì. Thằng Út đâu chỗ nào mà nó khóc dữ vậy trời? Dạ tôi nín nha chị thương. Thôi nín đi nè. Ủa nó bị cái gì mà sao người nó có mấy mụn đỏ vậy ta? Dạ tôi cũng không biết nữa, chắc tại cậu nóng quá nên bực bội khó chịu. Vậy nụ đi lấy khăn ướt đi, lau cho nó mát. Đây để tôi giữ nó cho. Ngoan nha, anh khóc nữa nha. Nên nó khó chịu đó. Vậy giờ mình đi ra ngoài chơi để cho thằng Út nó mát.
Dạ. Bệnh mà mày ẩm ra ngoài làm cái gì vậy? Dạ, con thấy cậu nóng quá nên con ẩm ra ngoài cho nó thoáng. Trời ơi. Má thương, má thương, má thương. Má thương, má thương. Thầy ơi, thầy coi giùm con. Con của con nó bị làm sao vậy thầy? Nó có sao không thầy? Thầy ơi. Cậu bị bệnh trái rạ. Cậu đang bị bệnh trái rạ, sao lại mang ra khỏi phòng? Khắp người nổi lên như rạ rồi nè. Bệnh này kỹ nhất là đi ra ngoài, còn gặp gió mái thì càng nặng hơn á. Trời đất ơi, con tôi. Trời ơi, hồi nãy nó đâu có bị nhiều như vậy, mà bây giờ nổi quá trời vậy nè. Mày đúng là con khốn nạn mà. Ai mượn mày? Sao lại ẵm cậu ra ngoài làm cái gì? Dạ, con thấy cậu khóc quá nên em ra ngoài sân cho thoáng. Với lại con thấy cậu nóng quá nên là con lấy khăn lau. Con lấy khăn thấm nước lau. Trời ơi. Lên lên đi con. Đúng là đồ ngu. Sao mày toàn làm những điều kiêng kỵ không vậy? Lau nước lạnh á là bệnh của cậu sẽ phát nặng biết không? Trời ơi là trời. Mày mau quỳ xuống đó cho tao. Thầy, thầy làm ơn cứu con tôi đi thầy. Bà đừng quản. Trước mắt cứ đặt cậu xuống, lấy mền quấn lại cho ấm. Rồi tôi khám kỹ rồi bốc thuốc cho cậu uống. Dạ. Nhớ chăm sóc cho cậu cẩn thận. Cảm ơn thầy. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi con. Nín nín đi con. Có má ở đây nè. Mày lết lại đây cho tao. Dạ, bà muốn xây bảo gì ạ? Đồ ăn hại à. Bà thương bà. Bị phạt chắc là đói lắm đúng không? Dạ thôi, tôi cảm ơn cậu nhưng tôi không dám ăn đâu. Bà Năm mà thấy á, là tôi bị đòn chết luôn đó, mà cậu cũng bị giả lây nữa. Thôi cậu đi vô nhà đi. Không sao đâu, cũng do tôi bà Nụ làm những chuyện tào lao nên Nụ mới bị má Năm phạt. Tôi thấy mình thật là bậy. Hay là tôi vô tôi kể lại cho má Năm nghe nha. Cái đó là do tôi bày, đặng gỡ tội cho Nụ nha. Dạ thôi thôi cậu, phạt thì tôi cũng đã bị phạt rồi. Cậu dây dưa chỉ cho mất công, em sẽ tội càng bị tội thêm nữa. Từ lâu bà Hai đã dặn rồi, cấm không cho tôi quanh quẩn các cậu. Mất công tôi bị quở mà má Hai lấy cớ này chửi má tôi không biết vậy con. Thôi Nụ ăn đi. Để tôi canh chừng cho, không ai thấy đâu. Nè. Nè, ăn đi, Nụ ăn nữa đi. Thôi.
không ai thấy đâu, ngủ cứ ăn đi. Nè, mặc kệ tôi. Cậu đi vô nhanh đi, bà Tư gọi kìa. Nhưng tôi để Nụ ở đây một mình sao có đặng. Tôi không sao đâu, cậu vô đi mà. Nụ đang sợ như vậy mà nói là không sao. Nụ quỳ ở đây một mình suốt đêm đó. Tôi đã nói là tôi không sao mà. Có cái này, má tôi nói nó sẽ trừ tà. Khi đêm khuya xuống, bây giờ tôi đưa cho Nụ, chắc chắn nó sẽ xua đuổi được tà ma. Thôi thôi, tôi không có lấy đâu. Nè, của bà cho cậu làm sao tôi dám lấy. Cầm đi, không sao đâu. Quỳ đây cả đêm luôn hả? Tội nghiệp mày ghê. Ai biểu tài lanh chi? Thằng Út giờ bệnh nặng là do mày á. Cậu Út sao rồi cậu hai? Tao đâu biết đâu. Tối qua tao nghe nói á, nó nóng như lửa đốt mà nó khóc hoài luôn. Tại tôi mà ra. Tội của tôi nặng quá. Cậu Út ơi, tôi xin lỗi. Tại tôi mà hại cậu bệnh nặng thêm. Ai á. Ê, mày đâu hả? Ta có cái này cho mày nè. Nè, mày quỳ lên đi. Mày quỳ cả đêm rồi, bây giờ mày quỳ lên cho đỡ. Dạ thôi, không cần đâu cậu. Nè, mày quỳ lên đi. Nếu không lát nữa đứng dậy là đi không nổi đâu. Quỳ lên. Dạ con không dám đâu cậu hai. Tao nói mày phải làm theo. Đây nè, quỳ lên. Rồi, quỳ im vậy nghe chưa? Dạ. Nè, quỳ im không được nhúc nhích nghe chưa? Dạ. Ủa? Nụ nè, con làm lỗi gì mà để má Năm phạt con quỳ ở đây vậy? Nó bị phạt là đáng. Thằng Út, nó lên trái rạ, vậy mà nó cả gan lấy khăn ướt lau khắp người thằng nhỏ. Đã vậy còn ẵm thằng nhỏ ra gió nữa. Cũng may là nó chưa tới nổi nào. Chứ nếu mà nó có chuyện chi hả, mày ăn đòn nát thay nghe mày. Nụ à, sao con lại ngây ngô vậy hả Nụ? Chị à, con nít nó không hiểu chuyện. Thôi để em vô em nói lại với em Năm, tha cho nó lần này. Ôi, cái thứ ngu dốt mà cứ tưởng mình giỏi. Thằng Út phen này bệnh nặng cũng bởi cái tật thài lai của mày đó. Hỏi sao mà em Năm không giận dữ được chứ. Cái này cái gì đây? Dạ. Hả? Trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, mày đúng là gian xảo. Em coi nè, coi đi. Nó biết lấy vẽ lót dưới đầu gối của nó để nó qua mặt em Năm. Bây giờ còn thương hại nó nữa không? Hả? Tao mà mét bà Năm là mày chết nghe không Nụ? Nghe chưa? Dạ, con không có làm chuyện này thưa bà. Miếng nhảy này không phải do con làm đâu. Mày đừng có lấp liếm. Mày muốn trốn quanh co hả? Mày ha.
Mày đừng có hòng mà qua mặt được tao, không có oan ức gì hết trơn á. Bị phạt là đúng rồi. Đúng là gian manh xảo quyệt mà. Bị phạt là đúng lắm rồi. Thôi mình đi đi em, để không thôi nắng. Đi. Nhưng mà nó đi. 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 Ủa, mày uất ức lắm hả? Sao mày không nói á? Là do tao làm nè. Tao lấy cái vẻ để dưới chân mày á, để cho mày bị chửi hả? Mày ngu quá. Nhưng mà mày nói cũng đâu có ai tin đâu. Đồ ngu. Kể từ khi tao thấy có mày trong cái nhà này, tao thấy tao đỡ tẻ nhạt hơn. Tao thích mày rồi nha nụ. Cầm đi, nghe nói Nụ bị đau bụng hả? Sao cậu biết? Cái lọ này là dầu xoa. Mỗi lần mà bị đau bụng á, xoa vô là êm mà. Em không dám nhận đâu. Cầm đi, giấu đi, lỡ ai thấy là chết đó. Nhớ là xoa nghe chưa. Cảm ơn cậu. Đi đi. Trong nhà này chỉ có cậu Tư là có lòng nhân nghĩa và biết thương người. Cậu đi học lâu quá, sao không quay về vậy cậu Tư? Lão gia nói gì trong thư vậy tiểu thư? Không có gì. Cũng chỉ nhắc là không muốn cho ta đi học nữa thôi. Tiểu thư, em thấy tiểu thư cũng nên quay về rồi đó. Ở đây có ngày bị bại lộ đó. Bại lộ gì chứ? Em nói vậy là có ý gì? Hồi nãy á, em thấy mặt tiểu thư mặt đỏ bừng khi nhìn công tử Phúc Điền á. Cũng may là lúc đó không có ai. Thiệt hả? Mà tiểu thư, em nói này nè, phải không phải tiểu thư cũng đừng trách nha. Có phải tiểu thư có tình ý với công tử Phúc Điền đúng không?
đừng có nói leo. Chuyện đó không phải của em. Em lo cho tiểu thư thôi. Từ lúc theo hầu tiểu thư sang đây học chữ, ông đã căn dặn em là phải luôn canh chừng tiểu thư. Tiểu thư mà có chuyện gì á là ông giết em á. Ta luôn biết giữ lễ nghĩa, có chi mà em phải lo chứ. Miệng mồm đừng có bép xép, nếu không á thì cha ta lấy cớ này bắt ta về gả chồng thì xem như uổng công bấy lâu nay, hiểu không? Dạ em biết. Vì không muốn bị cưới gả nên tiểu thư mới rời khỏi nhà khăn gói tới đây để học lớp của thầy Nhân. Tuy sanh phận nữ nhi nhưng ta không muốn chỉ quanh quẩn ở trong phòng để học mấy phép cư xử rồi an phận lấy chồng, ràng buộc tam tòng tứ đức. Ta luôn khao khát được đi đó đi đây để học hỏi nhiều hơn, để đàm luận kiến thức như bậc nam nhi. Thiết nghĩ công bằng thì cái gì nam nhi làm được thì nữ nhi cũng chẳng kém cạnh. Ngặt nổi việc học lại không dành cho phận nữ nhi nên ta mới liều mình cải nam trang để thỏa chí tan bồng. Cái gì? Đi học sao? Thật là điên rồ. Nữ nhi á thì nên học cách cư xử ở nhà khi xuất giá, sao lại ra ngoài học đòi thi phú văn chương? Bộ con to gan muốn làm quan hay sao? Thưa cha, con không có ý định dùi mài kinh sử bon chen ở chốn quan trường. Con chỉ muốn học lễ nghi, đạo lý và nhân nghĩa ở đời. Bên ngoài á có rất là nhiều thứ cần phải học, tại sao phải chôn chân ở chốn khuê phòng này? Ý nghĩ của con á thật là vượt khỏi tưởng tượng của cha. Con muốn học cầm kỳ thi họa, cha sẽ không tiếc bạc, mời thầy về nhà dạy ngay. Rồi sau này cha sẽ chọn cho con một tấm chồng môn đăng hộ đối, cho con sung sướng tấm thân. Chứ ra ngoài học chữ như nam nhi cha không đồng ý. Con biết là cha thương con, nhưng mà đó chưa phải là điều con muốn bây giờ. Cha, cha cho con được toại nguyện lần này đi cha. Đi nha. Từ nhỏ đến giờ con muốn gì được đó, cha có tiếc điều chi đâu. Nhưng chuyện này á cha không chấp nhận. Cha, con đừng nói nữa. Cha, cha. Bệnh tình con gái tôi sao hả thầy? Dạ, bệnh tình của tiểu thơ là tâm bệnh, cho dù có uống bao nhiêu thang thuốc cũng không thuyên giảm. Đã vậy tiểu thơ còn không chịu ăn uống nên cơ thể bị suy kiệt. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ thành trọng bệnh, nên chớ xem thường. Hey, con nhỏ này đúng là ngỗ ngược, nuông chiều quá, sanh ra ương bướng à. À, đa tạ thầy. À, kính gửi thầy ít dạ, thù lao. Sen à. Dạ. Đưa thầy ra ngoài. Dạ. Dạ mời thầy. Dạ chào lão gia. Sen à. Dạ lão gia. Đã mấy ngày rồi tiểu thư không chịu ăn uống vậy? Dạ đã 5 ngày luôn rồi đó lão gia. Cứ kéo dài như vậy, con sợ tính mạng của tiểu thơ như đèn trước gió. Con thấy thân hình của tiểu thơ ngày một gầy gò, nhìn mà thấy xót có lão gia. À, hay là lão gia, con xin lão gia đó, cho tiểu thơ được toại nguyện đi lão gia. Làm sao ta có thể chấp nhận được chứ? Ý nghĩ đó quá kỳ khôi. Nhưng mà nếu để thêm vài ngày nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của tiểu thơ đó lão gia. Tôi chết đi được. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Con ơi là con, sao con lại hành xác mình như vậy chứ? Cha, nếu con có thác đi, xin cha hãy tha tội cho con bất hiếu nghe cha. Đừng có nói gỡ. Con dậy ăn uống đi,
đừng có làm nư nữa. Con có mệnh hệ gì á, cha sống sao đây? Cha ơi, con không phải làm nư đâu. Nếu sống một cuộc sống như nữ nhi thường tình, thả con thác xuống tuyền đài xin với Diêm Dương, kiếp sau con được làm nam nhân để thỏa chí tăng bồng còn hơn. Trời ơi, sao con lại có suy nghĩ lạ lùng như vậy? Đó là tâm nguyện cả đời của con, mong cha hãy hiểu cho con đi. Tâm nguyện gì mà trái khoái vậy chứ. Nhưng mà cho dù cha có muốn cho con đi học thì có ai dạy đâu. Đâu có trường nào dạy nữ nhi học. Chưa kể nếu chung đụng với đám nam nhân thì còn danh giá gì nhà mình chứ. Cha đừng lo, con sẽ cải nam trang và giấu đi thân phận của mình. Con sẽ không làm điều gì để nhà của mình phải mang tiếng thị phi đâu cha. Nè, cải nam trang hả? Trời đất, con còn ý nghĩ kỳ quặc nào nữa? Nói hết luôn đi. Cha là cha của con, thiệt tình không hiểu ý của con luôn á. Cha, ở làng Mộc có thầy Nhân là người trọng nhân nghĩa và đạo lý. Con tin thầy sẽ hiểu được tấm lòng của con và rộng cửa đón nhận mà. Nếu thầy không nhận con sẽ bỏ ý định này. Cha cho con đến gặp thầy một lần thử coi sao. Thiệt tình, cha chịu thua con luôn rồi. Nhưng mà trước mắt con hãy ăn uống đi. Coi con kìa, giờ như là cái xác không hồn vậy. Nếu muốn gặp thầy Nhân á thì cũng phải khỏe mạnh chứ. Vậy là cha cho con đi học phải không cha? Con cảm ơn cha. Trời đất, làm gì vậy? Con cảm ơn cha. Ủa, sao con mới yếu xịu giờ khỏe nhanh như vậy? Tại con mừng quá chứ con còn mệt lắm. Con mệt quá. Nè, mau dọn cơm cho tiểu thư ăn đi. Dạ, con đi liền. Tiểu thơ thấm thoát như vậy mà đã 2 năm tiểu thơ theo học thầy Nhân rồi. Em còn nhớ như in cái ngày em và tiểu thơ á, cái ngày mà cải nam trang ra mắt thầy á, nghĩ là thấy vui thiệt chứ. Tiểu thơ thấm thoát như vậy mà đã 2 năm tiểu thơ theo học thầy Nhân rồi. Em còn nhớ như in cái ngày em và tiểu thơ á, cái ngày mà cải nam trang ra mắt thầy á, nghĩ là thấy vui thiệt chứ. Ta hiểu được nguyện vọng và ý chí của tiểu thơ đây. Là tiểu thư khuê cát, lại một lòng ham học, không an phận, dám vượt khỏi lề lối của định kiến. Ta thật lòng cảm phục. Không biết nó lấy đâu ra cái ý cải nam trang rồi đòi sang thầy học nữa, làm tu hoang mang lắm. Dạ thưa thầy, con nghe nói là thầy vốn là quan trong triều, vì không chịu được điều chướng tai gai mắt cho nên là thầy đã tự quan. Thầy về làng mở lớp dạy chữ cho trẻ con và trai tráng trong làng. Dạy điều nhân điều nghĩa cho dân làng. Con cảm kích vô cùng và quyết gặp thầy cho bằng được. Tôi cũng bán tín bán nghi, cho đến khi đối diện với thầy đây tôi mới yên tâm. Rất mong thầy chấp thuận cho con gái tôi theo học,
Bao nhiêu phí tổn tôi chịu hết, miễn sao con gái tôi được thỏa nguyện. Cha, cha đừng nói tiền bạc mà xúc phạm đến thầy. Tôi là dân lấy buôn nên nghĩ đâu nói đó, mong thầy đừng có chấp. Không sao, ta nhận dạy là vì cảm kích ý chí của tiểu thơ, chứ không phải vì tiền bạc. Chi phí ăn ở sinh hoạt thì cứ đóng như các trò khác đang theo học. Ta cũng sẽ lưu ý cất một gian riêng để cho tiểu thư đây tiện việc sinh hoạt. Còn theo học bao lâu á thì tùy vào tiểu thơ vậy. Như vậy chắc là ông an tâm rồi chứ? Dạ, thầy nói sao tôi nghe vậy. Chỉ xin thêm con sen theo hầu hạ, đặng đỡ lần sớm hôm. Cải Nam Trang đi học mà có con hầu theo sao? Nếu không có nó theo hầu, tôi không an tâm chút nào thưa thầy. Bẩm thầy, con sen nó cũng cải Nam Trang thành tiểu đồng và chỉ loanh quanh gần con, không làm phiền mọi người đâu. Thầy à, mong thầy chấp thuận. Qua đây. Dạ chào thầy. Xin hỏi xin hỏi đây có phải là nhà thầy Nhân không ạ? À? Là ta đây. Công tử tìm ta có chuyện chi? Dạ, con đến đây xin thầy để nhận làm môn sinh. Chẳng hay công tử làng nào, danh tánh là chi? Dạ, con họ Ngô, tên gọi là Ngô Nhi. Thầy không nhận ra con sao? Con là tiểu thơ họ Ngô đây. Con nghe lời thầy dặn, hôm nay con đến ra mắt thầy. Thì ra là tiểu thơ Ái Nhi. Dạ là con. Con cải Nam Trang cũng thật khéo lắm, ta nhìn không ra. Còn đây là... Dạ, dạ thưa, con là tiểu đồng theo hầu hạ công tử Ngô Nhi ạ. Thưa thầy. Con xin lại một lại ra mắt thầy. Ta thấy mình đã đúng khi quyết định đến đây. Học được nhiều thứ và quen được rất nhiều bạn bè. Nhất là có được mối tình tri kỷ với công tử Phúc Điền, đúng không tiểu thơ? Nói riết rồi quen miệng hả? Hớ, là lộ chuyện biết không? Nhưng mà em thấy Phúc Điền công tử cũng nặng tình với tiểu thơ. Mặc dù không biết tiểu thơ là con gái, không biết sau này cậu ấy biết ra sự thật thì tri kỷ không biết có thành duyên nợ không ha. Tôi đừng có bếp xếp, cài then đóng cửa, kẻo có người sọc vô là chết. Dạ. Dạ, má cứ để đó cho con đi má. Con thử đi. Má mới đổi cái vị này nè, không biết con có vừa miệng không. Con uống đi, uống miếng đi con ha. Con uống miếng đi. Dạ. Sao tự nhiên má nhìn con lôm lôm vậy? Má biết cha con giao cái cơ ngơi này cho con á là cũng vì cái tính cần cù chịu thương chịu khó của con. Má rất là hãnh diện vì con trai của má. Nhưng mà ở đời được cái này á thì mất cái kia. Má không muốn con vì lao tâm khổ tứ, vì cái công chuyện của nhà này mà quên chuyện riêng của bản thân. Biết ngay mà, má lại nhắc đến chuyện lập gia thất chứ gì.
Đó là việc con phải làm, coi như trả hiếu cho má đó. Con biết, nhưng mà ngặt nổi má thấy đó, công việc của con mỗi ngày mỗi nhiều, thời gian để thở con còn không có, huống chi là cưới vợ. Thôi, để Thư thả, con sẽ cưới cho má một nàng dâu vừa ý. Mỗi lần nhắc tới là con cứ nói đúng một câu, hứa tới hứa lui hoài à. Chứ bây giờ má muốn con phải làm sao để má không buồn phiền đây? Chuyện này con cứ để má tính đi. Má sẽ ngắm nghía gần xa, coi coi có chỗ nào vừa mắt thì má sẽ dạm cho con. Chỉ sợ người mà má vừa ý thì con lại không ưa. Không sao đâu, má con mà vừa ý thì chắc chắn là con nhà nho giáo, công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, đâu phải hạng tầm thường đâu, phải không má? Con nói cho má vui đúng không? Má là má nói thiệt đó nghe, chứ không phải nói cho có đâu à. Dạ. Con không lo thì để má lo. Má muốn có cháu bồng để vui cửa vui nhà. Thôi, được rồi, má cứ quyết đi, con sẽ nghe theo lời của má mà. Coi như thỏa thuận vậy nghe con. Mai mốt, cơm không lành, canh không ngọt, đừng có đổ thừa má đó. Con nào dám làm vậy? À, có một chỗ cũng môn đăng hộ đối á. Bà Mai bảo cũng khen hết lời, nên má cũng muốn đi xem mắt. Cô ta là con của ông. Má cứ chọn đi, má đồng ý là con đồng ý mà. Thôi được rồi, quyết định vậy đó nghe, con không được thối thác nữa đó. Con xong công việc rồi ngủ sớm đi con. Dạ con biết rồi. Sao mà tôi thấy ông có vẻ mệt mỏi xanh xao vậy? Có chuyện gì không ông? Có gì đâu mà bà rộn ràng lên vậy. Chắc tại tôi đi nắng về thôi. Quản gia. Dạ. Ông mang sổ sách vào thư phòng cho tôi. Chút nữa tôi vô tính toán cho xong mớ đó. Dạ. Ông, coi kìa, ông mới về mệt đó, thì ông nên vào phòng nghỉ trưa đi. Một chút tôi kêu mấy đứa nhỏ nấu đồ bổ đem vô cho ông. Tính toán sổ sách để sao đi ông? Tôi nói không sao rồi mà. Đàn bà chỉ được cái trộn rộn, sổ sách còn đang đang đê đê, chưa làm xong á tôi còn mệt hơn nữa. Ông ơi, ông bị sao vậy? Ông đừng làm tôi sợ mà. Ông có sao không? Gia nhân, gia nhân đâu rồi? Ông bay sao nè? Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ nha ông. Thưa thầy, ông nhà tôi thế nào rồi? Ông Trương không có gì nghiêm trọng, có thể vì thức khuya dậy sớm, lại lao tâm lao lực quá, cho nên bị xỉu. Tốt nhất là hãy cho ông nghỉ ngơi, dưỡng sức, tẩm bổ cho ông là sẽ mau hồi phục. Có điều này tôi muốn dặn kỹ gia đình là hãy cho ông ngủ sớm, ngủ thật sâu, và tuyệt đối không cho ông đụng đến công việc nữa. Tôi hiểu rồi thưa thầy. Cảm ơn thầy nhiều. Ông quản gia. Dạ. Ông tiễn thầy ra ngoài và nhớ ông gửi bạc cho thầy giúp tôi. Dạ. Dạ, tôi mời chào thầy. Các bà. Dạ. Ông à. Ông cẩn thận. Để tôi đỡ ông. Cái gì mà mấy bà xúm xích trong phòng? Cái mặt như đưa đám, làm như tôi sắp chết vậy hả? Ông đừng có nói gỡ. Ông làm cho cả nhà lo lắng quá trời nè. Tôi có sao đâu, tại tôi bị say nắng hơi choáng vậy thôi. Đi lấy cho tôi thau nước vô đây. Tôi qua phòng bên có chút việc nữa.
Ông đang mệt thì ông nằm nghỉ đi. Thầy Lan nói là ông cần phải dưỡng sức. Tầm xàm không, tôi khỏe có gì đâu. Sổ sách còn nhiều cái chỉ tính toán, sao mà nằm chơi khơ khơ gì được. Nhưng mà... Thôi, mấy bà mau mau đi lo chuyện của mình đi. Sao mà rảnh sớm vô đây vậy? Ông cẩn thận đó. Ông ơi, ông tỉnh rồi hả ông? Tôi ngủ bao lâu rồi? Dạ đã một đêm rồi. Ngủ lâu vậy sao? Có lúc tôi tỉnh lờ mờ thấy bà Hai định kêu, nhưng mà không sao dậy nổi, rồi thiếp đi. Dạ mấy hôm nay mấy chị em thay nhau lo cho ông. Ông thấy trong người sao rồi? Cái đầu hơi nặng, chắc là tôi ngủ nhiều quá. Nè, ông định đi đâu vậy? Tôi thấy bụng rủng tay chân, đầu nặng như búa bổ. Nhưng mà bao nhiêu thứ đang chờ tôi ngoài kia. Sổ sách á, thì chưa tính toán với thương buôn, rồi giải quyết mấy tá điền nữa. Ông ơi, ông lo cho sức khỏe trước đi. Không được, tôi nằm ở đây thêm giờ nào thì công việc chồng lên, rồi rối rắm thêm nữa. Dạ, những gì mà ông muốn tôi cũng đã xem xét và cân nhắc rồi. Tôi sẽ nói với quản gia thêm thóc để ông làm thêm vụ mùa này. Còn vậy ông đòi hỏi mượn trâu thì tôi cũng sẽ đồng ý. Nhưng chỉ hai ngày thôi, vì còn phải cho cậy bên ruộng tá điền khác nữa. Ông thấy tôi tính như vậy có được không? Dạ, cậu ba tính vậy tôi đội ơn lắm. Cậu ba cho tôi hỏi thăm ông Trương, mong ông mau khỏe. Dạ. Tôi khỏe rồi. Ủa cha? Dạ. Con mời cha ngồi. Dạ ông bá hộ, ông khỏe rồi tôi mừng lắm. Ông cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức. Ông đừng lo, mọi việc ở đây có cậu ba lo chu toàn rồi. Chú đừng có khen quá mà nó làm lừng đó. Dạ tôi nói thật lòng á, cậu ba thật là giỏi giang, xử lý công việc đâu ra đó, lại thấu tình đạt lý nữa. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử. Thôi, tôi xin phép ông, xin phép cậu ba tôi về. Dạ. Cha, cha thấy trong người của cha sao rồi? Tại vì ruộng của ông ấy đang cày dở dang, ông ấy hối thúc nên con mạo muội thay mặt cha xử lý cho nhanh. Con xử sự như vậy á là đúng ý cha. À, quản gia, mấy sổ sách hôm qua đâu rồi? Đưa tôi xem. Dạ, khỏi à. Dạ, sổ sách đây nè cha. Cha bệnh quá, mấy lái buôn trên trấn đòi tính sổ sách. Họ cũng mong cho xong để còn quay về nên không thể chờ lâu. Mong cha tha lỗi cho con. Con đành phải vào thư phòng lấy sổ sách cha ra để cộng sổ tính toán cho họ công nợ. Nếu con có chi sơ suất, mong cha chỉ dạy cho con. Thật lòng con chỉ muốn cha đỡ gánh nặng để cho cha nghỉ ngơi dưỡng sức. Con làm như vậy á tốt lắm, là đúng ý cha đó. Dạ, cũng vì theo cha mỗi ngày nên con cũng học hỏi được ít nhiều. Quản gia. Dạ. Ông kêu tụi nó chăm sóc con gà chiến của tôi cho kỹ. Ngày mai á. Xin cái gì? Ông kêu tụi nó chăm sóc cho kỹ, ngày mai tôi mang qua làng bên để đá tụi nó nể mặt luôn. Làm lại cái gì? Cha khỏe rồi hả?
Sao cha không ở trong phòng nghỉ ngơi chút xíu nữa? Trung Điền à, con xem còn mấy vụ này á, con xử lý làm sao? Dạ cha, nếu vậy thì theo ý của con, mình cứ sắp xếp trình tự như vậy thì mình sẽ giải quyết vấn đề này trước, rồi sau đó rồi mình sẽ làm tiếp theo như vậy nè cha. Nếu có gì thì cha cứ góp ý cho con nữa, con sẽ sửa lại. Con giống y như cha con hồi trước vậy, cũng ham công tiếc việc mà quên luôn bản thân của mình. Cũng vì vậy nên cha con mới giao cho con nối nghiệp mà không giao cho thằng hai đó. Mình mới về hả? Sao mình say quá vậy? Mình gì hả? Mình đợi em một chút. Đợi cái gì mà đợi? Tôi đang muốn có con á. Mình đợi một chút. Tôi đang muốn có con á, chờ đợi cái gì? Mình uống chén thuốc này đi. Thuốc gì? Tôi có bệnh hoạn gì đâu mà uống thuốc. Thuốc này em mới bốc hồi sáng. Thầy này mát tai lắm, người ta tìm tới rất nhiều. Thuốc này là thuốc gia truyền, nên uống đâu là đậu đó. Mà đậu toàn con trai không đó mình. Đẻ không được là do đàn bà con gái các người, chứ đâu phải tôi đâu mà bắt uống thuốc uống thang đâu. Đúng là đồ ba lá ba xàm. Thì mình chịu khó uống giùm em chút xíu, có sao đâu. Em uống rồi, bây giờ tới lượt mình. Hai vợ chồng mình cùng uống thì mới có kết quả chứ, nha mình. Dẹp đi, tôi không uống cái gì hết. Toàn tàu lao gì đâu không mà. Suốt ngày cứ đi nghe mấy ông thầy đó, rồi đem mấy cái thuốc bậy bạ về bắt chồng mình uống. Cô liệu mà không đẻ được thì nói, để tôi kiếm vợ lẻ về. Đừng có bày nhiêu trò như vậy. Cái gì? Tính khóc đúng không? Mới nói dài ba câu là đầu mít ướt, là đầu khóc đúng không? Đúng là khóc à. Ngoài khóc ra có biết làm cái gì không? Tôi thiệt quái quá này. Cô là mợ hai của nhà họ Trương, được danh phận, được nể trọng. Có mọi cái chuyện là đẻ đứa cháu nội đích tôn cho cái nhà này mà cũng không làm được, thì đừng có trách gì hết á. Đúng là đồ làm mất hưng à. Đi đây. Mình sao con nụ nó càng lớn càng đẹp vậy trời.
làm cái gì vậy? Nụ, sao càng ngày mày càng đẹp gái vậy? Phải chi hồi đó mày làm tôi tớ, giờ lớn lên làm vợ lẽ con hai là sướng rồi. Khi không lấy thằng nhóc đó, nó có biết gì đâu mà hưởng. Thiệt là ổn quá. Cậu hai, cậu hai đừng có nói như vậy, không nên đâu. Rồi ai nghe được là chết tôi á. Cậu nói đúng chứ có sai đâu. Nhìn mày mơn mởn xanh tươi mà dò dỏ một mình, phải phí của trời không? Đúng là củ khoai nấu với củ mì, chờ cho mì chín còn gì củ khoai. Nụ nè, cậu tiếc, bây giờ cậu ăn giùm được không? Cậu hai, cậu đừng làm vậy, tội cho tôi lắm. Trời ơi, mày còn làm bộ thanh cao nữa. Nè, cậu hai Trương Phong Điền này mà để ý rồi là phước ba đời mày rồi đó. Nói nào ngay, mợ hai của mày không đẻ được cho cậu đứa con trai. Mày cho cậu nha, mày làm vợ lẽ của cậu đi, thì coi như cuộc đời của mày lên hương. Cậu hai, dù gì trên danh nghĩa tôi với cậu Út cũng là vợ chồng với nhau. Cậu là anh chồng, tại sao lại buông lời bẩn cợt như vậy? Rủi tay vách mạch rừng, có phải là làm trái với luân thường đạo lý hay không? Mày cũng biết đó chỉ là danh nghĩa thôi sao? Chứ mày nhìn đi, thằng Út nó bao nhiêu tuổi, nó làm ăn được gì đâu. Mày đừng làm bộ thanh cao với cậu hai. Cậu hai, cậu chịu hết nổi cậu, rồi nụ ơi. Cậu hai, xin cậu mà cậu hai, cậu đừng có làm như vậy, kỳ lắm. Cậu mày, hai, mày làm gì vậy? Cậu mà. Tao thấy mày dễ thương thì tao thương mày thôi mà nụ. Cậu hai, mày chịu cậu đi. Hai, cậu hai. Mày làm vậy lẽ cậu hai đi nụ ơi. Tôi lại cậu, cậu đừng có làm như vậy mà cậu hai. Mày làm vậy lẽ cậu đi. Mở ra đi. Quảng. Cậu hai à. Ây da, ui da. Trời ơi, nụ, mày dám cho tao hả? Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày đừng tao để ý là mày bước mày lắm rồi đó. Cậu hai, chiều tao đi nụ. Anh hai, sao anh hai đừng chị nụ vậy? Không đừng em. À, thì anh hai nựng Út nè. Đâu? Cậu hai, cậu làm như vậy cậu Út đau đó. Cậu Út, tới giờ rồi, mình vô phòng thôi. Để bà Năm không thấy mình, bà Năm la đó. Đi. Ý của em là làm đám cưới theo kiểu tảo hôn, đặng cho thằng Út được bình an, tai qua nạn khỏi hả? Dạ, đó là lời của thầy chính phán. Sau khi xem tuổi của thằng Út và con nụ, em cũng thấy có cơ duyên. Chị có nhớ cái lần mà nó mới tới nhà mình tá túc không? Thằng Út được nó bồng là nín thinh, không có khóc ròng nữa. Ừ, đúng rồi đó. Mà ngộ thiệt chứ, thằng Út khóc ngày khóc đêm, làm đủ mọi cách mà nó không nín. Vậy á, mà hễ con nụ tới đưa tay ra ẩm là nó im re. Chắc nó hạp với thằng Út hay sao á. Nói mới nhớ nghe, trước đây ở bên làng của em á, em cũng chứng kiến một việc giống như vậy. Nhà đó có một thằng con trai đau ốm triền miên, chạy dại khắp nơi á mà không có khỏi bệnh. Sau này có người chỉ nên gia đình họ mua một đứa hầu gái về cho tảo hôn. Rồi không hiểu sao thằng nhỏ khỏi bệnh, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh, hồng hào. Thiệt vậy sao chị ba? Ừ. Nếu như thằng Út lấy con nụ mà được như vậy á, thì tốt quá. Ông à, ông cho phép để tụi nó cưới nhau nghe ông. Nếu được như lời thầy nói thì tốt cho thằng Út quá. Còn
cầm bằng không được á thì cũng có đứa ở hầu hạ cho nó. Vậy ý của mình thì sao? Mình có bằng lòng làm theo lời thầy chính không? Nếu làm vậy mà Thảo Út khỏe mạnh thì mình cứ liệu vậy mà làm đi. Tôi không muốn Dần ngộ nhận. Tôi muốn nói với Dần là... Ủa, Điền Quynh, sao Điền Quynh đứng đây làm bà một mình vậy? Dần mới đi chợ về hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao Quynh đứng đây? Tôi đứng đây để chờ Dần về đó. Chờ muội? Bộ Quynh có gì muốn nói với muội sao? Có chứ. Tôi mà Quynh muốn nói cái gì? Quynh nói cái gì mà ấp a ấp úng vậy? Quynh làm muội hồi hộp quá. Tôi muốn nói với Dần là hôm nay Dần cho tụi tôi ăn món gì vậy? Ủa, chờ muội về chỉ hỏi vậy thôi hả? Vậy mà làm muội cứ tưởng. Hôm nay á, muội cho các Quynh ăn cá kho tộ mướp xào nấm rơm. Món này thấy Điền Quynh ăn nhiều cơm nè, cho nên á muội cố tình làm đó. Đừng vậy hả? Còn nữa, muội có để dành cho Quynh một cái bánh, để có gì xế chiều muội đưa cho Quynh ăn xế nha. Dần à, Dần đừng có tốt với tôi như vậy, tôi cảm thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, muội tốt với Quynh là có ý chứ bộ. Dần à, tôi biết là Dần có ý với tôi, nhưng mà tôi với Ngô Đệ là hai người bạn thân và xem nhau như tri kỷ. Tôi không muốn làm Ngô Đệ buồn. Dần có hiểu tôi nói không? Điền Quynh nói vậy là sao? Tức là tấm chân tình của Dần dành cho tôi á, tôi sẽ thật trân trọng. Nhưng mà tôi không thể nào đáp lại được. Tôi nói như vậy á, Dần có hiểu không? Tức là tôi không có ý làm cho Dần buồn, nhưng mà tôi sợ Dần bị ngộ nhận, sau này thì càng khó gỡ. Tôi rất là quý Dần, nhưng mà
trong chuyện tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được. Điền huynh, Điền huynh nghĩ rằng muội có tình ý với huynh sao? Không có đâu, muội đâu có ý gì với huynh đâu nè. Ủa vậy thì tại sao Dần lại tốt với tôi như vậy? Ai nhìn vô cũng nói là Dần thích tôi. Trời ơi, đã nói là muội tốt với huynh là có ý mà. Ý đây á là nhờ huynh giúp đỡ cho muội. Huynh là thanh niên tuấn tú khôi ngô, nhưng không phải là người trong mộng của muội. Ý trung nhân của muội là người khác kìa. Thiệt hả? Dạ. Con gái mà thích ai rồi thì đâu có sổ sàng vậy. Muội á chỉ muốn nhờ huynh làm ông mai, cho nên á mới tốt với huynh như vậy đó. Là ông mai? Tôi nghe Dần nói tôi thiệt là nhẹ nhõm. Nhưng mà nè, tôi ăn nói đâu có giỏi đâu, sao Dần lại nhờ tôi làm ông mai ông mối chứ? Chuyện này chắc chắn tôi làm không được rồi. Được mà, muội nhắm là được. Tại huynh á và ý trung nhân của muội rất là thân thiết, tình như thủ túc vậy đó. Huynh nói một tiếng sẽ hay hơn. Tình như thủ túc? Dạ. Huynh đâu có chơi thân với ai ngoài Ngô Đệ đâu. Hai đứa tâm đầu ý hợp cho nên lúc nào... Hả? Cái gì? Đừng có nói là người trong mộng của muội là Ngô Đệ nha. Đúng rồi đó. Tiểu thơ nói làm sao? Cô Dần yêu tiểu thơ hả? Trời đất quỷ thần ơi, quần thoa mà lại đem lòng yêu phận má hồng, có điên đảo quá không? Đừng có la lớn, ta đang rối như tơ vò đây nè. Tiểu thơ, bây giờ tiểu thơ tính làm sao? Ta biết tính gì bây giờ? Phải tìm cách né tránh thôi. Né không phải là cách nha, nhiều khi làm vậy á là mang tội với cô Dần đó tiểu thơ ơi. Mong rằng tình cảm đó chỉ là nhất thời và sẽ tan biến dần đi. Ta không tỏ ý thì cô ta sẽ nản thôi. Em cũng mong là vậy á. Nhức đầu quá, tháo tóc cho ta thoải mái một chút đi. Dạ. Tội tiểu thơ quá. Cô đã thấy rồi, tôi cũng không còn gì để biện minh, chỉ mong là cô hiểu và giữ bí mật này giúp tôi nghe. Chuyện bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy. Tôi quý cô cũng như là trân trọng cái tình của cô đối với tôi, nhưng mà chúng ta sẽ là tỉ muội tốt, có được không cô Dần? Tại sao huynh lại là con gái chứ? Có phải kiếp trước tôi ăn ở ác lắm không? Mà sao kiếp này lại yêu phải một nữ nhi? Dần ơi là Dần, có mắt cũng như mù vậy nè. Cô Dần à, cô đừng có như vậy. Tôi sao cô lại là con gái chứ? Thôi, tôi xin cô mà cô Dần. Tôi xin cô. Cậu, coi chừng té cậu. Dạ. Hai đứa này ở đâu mà nhìn ngon cơm vậy? Hai cậu? Nhưng không phải là mình đúng không? Ai? Đằng Sáu kia. Mày nhìn ở đâu không à? Hai nhỏ này á hả? Tụi nó ở bên làng bên. Chắc... con nghĩ tụi nó qua đây cấy lúa muống á. Hèn chi.
À, dạ. Tao. Cậu cậu. Ra. Trời, hai em không phải người lần này đúng không? Đi đâu ở đây à? Dạ, tụi tôi đi cấy lúa dần công làng này ạ. À, cấy lúa làng này là cấy cho nhà ta đó. Vậy cậu đây là? Ta là cậu hai Trương gia. Làng này ai cũng thuê ruộng nhà ta để mần hết. Dạ, dạ. Thì ra cậu là cậu hai nhà họ Trương đấy hả? Đúng. Dạ, dạ, xin phép cậu hai cho con về. Mày. Đi. Khoan đã. Cái gì mà gấp chứ vậy nè? Muốn về thì cũng phải cho cậu biết tên của hai em chứ đúng không? Dạ thưa cậu, từ đây về làng bên còn xa lắm, cậu cho tụi con về đi. Dạ, cho tụi con về đi cô hai. Ê, tối thì ngủ lại đây, có sao đâu. Cậu sẽ tìm cho một nơi tá túc qua đêm, chăn êm nệm ấm cho, đừng có lo. Cậu hai tha cậu cho hai. Tụi con, tha cho con về. Cậu hai, đừng mà. Đừng yên đó. Hai đứa, cậu hai để ý như vậy là phải biết ngoan ngoãn nghe chưa? Đừng có để cậu hai giận. Dạ. Đưa bạc cho tụi nó. Hai đứa mà làm cho cậu hai vui đêm nay thì sẽ còn được thưởng nhiều hơn sau này. Đi cấy cả ngày ngoài đồng nắng chang chang như vậy có nhiều đâu. Cậu nói gì kỳ vậy cậu hai? Nếu mà cậu cần, cậu đến Thanh Lâu tìm gái Lầu Xanh, tụi tôi không phải. Con kìa, giận lên làm đẹp dữ thần không? Làm cho ta động lòng quá. Ta không thể nào chờ cho tối được nữa. Ta muốn nàng ngay bây giờ. Dạ, cánh cho cậu. Dạ. Đừng mà. Ông ra đi. Ông ra. Vậy? Cậu hai nhà họ Trương á đang cưỡng bức em thôi đó. Đi 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 đi. Mày kéo tới đây chi vậy? Nó bắt em tụi trong đó đó mấy anh. Mày giúp giùm đi. Mày tính báo động hả? Tao la cho làng nước xuống bây giờ á. Mày làm gì vậy hả? Chuyện không liên quan tới mày nha. Mày mà làm quá hả? Còn mấy cậu hai là mày chết mình cho mày. Nè nè nè, tao là người của làng này cho mày. Nha nha, mày cần không tao lên báo quan liền nè. Mày đụng tới cậu hai là mày có chuyện cho mày. Ai, mày làm gì vậy? Mày... Ai à? Cái thằng trả đánh mày dám đánh tao à? Mày em ơi. Thầy cô, thôi chạy đi, lẹ đi, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Cảm ơn hai anh nhiều. Hai thằng mày. Cậu cậu có sao không cậu? Dạ dạ, chào cậu hai. Dạ. Hai thằng con, việc này á can dự gì tới tụi bay hả? Ồ, tụi bay muốn chết hay sao mà tự nhiên phán ăn xương vậy? Cậu hai, sao giữa đường giữa xá ban ngày ban mặt mà tự nhiên lôi con gái tao vô bụi vậy cậu hai? Cấm miệng, tao cắt lưỡi mày đó. Tụi bay biết cái gì mà nói hả? Tao nghi tụi nó ăn cắp đồ nên mới lôi vô bụi để tra khảo, để lục xét coi. Tao biết rồi, tụi bay chính là đồng bọn cho nên mới tới đây để cứu cho tụi nó tháo chạy đúng không? Cũng lạ hay cậu hai, cậu tra khảo người ta mà lôi người ta vô bụi rồi cởi áo đen người ta. Cậu hai à, hay là tụi la lên cho bọn con tới coi cho vui nghe. Anh làm nữa ơi, cậu biết hai họ Trương lôi tao vô bụi tra khảo kìa. Cắm miệng mày lại, tao cắt lưỡi mày bây giờ. Cậu nhớ, cậu là cậu hai của nhà họ Trương đó nha. Mới làng nước ơi, mới bà con cậu ơi. Cậu hai nhỏ mày im chưa? Cậu ơi, vô bụi tra khảo em bây giờ. Cậu hai thằng bay nghe cho rõ đây, tao sẽ không bỏ qua chỗ này đâu. Mày nhớ đó, cả mày nữa. Dạ chào cậu hai, về về cậu. Mày chết mày nha mày. Đen, mày có sao không?
Không có sao. Đen, mày có sao không? Tao không sao. Mày cũng ác thiệt. Cậu hai đang cao hứng, mày bắt cậu hai mất hứng. Nhìn cậu hai tức giống như bị bò đá vậy. Nè, chuyện này không giỡn chơi được đâu. Thằng này á, nó có tiếng là thù dai. Tao thấy cô gái gặp nguy hiểm bị ức hiếp như vậy nên tao mới làm liều. Chứ không á, tao cũng không muốn dây vào thằng này đâu. Sợ gì chứ, mình có làm gì sai đâu, mình giúp người ta mà. Thả kẻ ta đôi với quân tử còn hơn đắc tội với kẻ tư nhân. Bọn nó có quyền của thế, chuyện gì mà không có miếng thành có cho được. Tao thách nó nè, nhất là thằng ớt á, dỗi ra đây chơi ta đôi với tao. Mà cũng ngộ thì chứ, lâu nay á, tao có muốn dây vô tụi nhà hội trương đâu. Từ nhỏ tao đã không muốn gặp tụi nó rồi. Tụi nó đi bên đông, tao đi bên tây, vậy mà không hiểu sao đụng mặt tụi nó hoài. Không chỉ thằng hai mà còn thằng ba nữa, mặt thằng nào cũng khó ưa. Khi vụ mùa sắp bắt đầu, con phải chuẩn bị trâu bò để cày bừa. Nhớ nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống. Cây lúa nước chỉ có thể mọc tốt khi lượng nước vừa đủ. Phải đắp bờ ruộng, dẫn nước theo kênh vào ruộng, rồi khống chế lượng nước cho bằng độ cao lối thoát nước. Dạ chào ông bác Hộ. Ông đi thăm ruộng sớm gì? À, có cậu ba đi nữa. Chắc là theo ông học hỏi để sau này nối nghiệp của ông đi mà. Dạ chào cậu ba. Đen, chào ông bá Hộ và chào cậu ba đi con. Nhờ ông cho mình thuê ruộng cày mà mình mới có cái ăn đó con. Đen, nó không nghe hả? Dạ. Tôi thiệt thất lễ. Tại vì nó bị lãng tai từ nhỏ cho nên nó không nghe. Mong ông thông cảm bỏ qua không bắt lỗi nó. Nhìn cậu ba đây thật là tuấn tú khôi ngô, có tư chất thông minh từ nhỏ nha. Chắc chắn sau này không bao giờ phụ lòng ông. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Dạ. Năm nay mùa màng sao rồi? Dạ dòm cũng tươi tốt đó ông. Nhờ mưa thuận gió hòa, ông trời phù hộ nên hy vọng cuối mùa cũng có lúa để ăn thưa ông. Đất của họ Trương tôi là đất vàng đất bạc mà, ai nhận làm cũng đủ ăn đủ mặc quanh năm hết. Dạ ông ơi, ông nhà có khách nên bà kêu ông về. Ai vậy? Dạ con không biết nữa, nhưng mà giống người trên kinh lắm. Được rồi. Nhưng mà... Dạ được rồi, cháu cứ đi về tiếp khách đi, con ở đây chơi, lát nữa rồi con về. Thôi được, vậy cha về trước. Nụ, mẹ ở lại hầu hạ cậu ba nghe chưa? Dạ. Nè. Dạ ông về à? Đồ nịnh bợ. Đây, ăn nói gì kỳ vậy? Ông bụng, sao đám lúa bên đây thấp hơn đám lúa bên kia vậy ông bụng? Tại đám lúa bên kia người ta mới xuống thôi cậu à. Vậy sao? Vậy đi đường nào qua bên đó? Dạ đi đường này. Ủa, mà ai khai nước không chịu lấp lại ta? Nếu bây giờ cậu qua sẽ bị dơ chân. Để tôi dìu cậu qua nha. Đen à, quà biểu, con làm cái gì vậy? Qua đi, qua đi nè. Trời ơi. Đó. Nằm xuống, còng cái lưng xuống. Đúng rồi. Dạ mời cậu ba. Cẩn thận cậu ba. Rồi. Dạ. Đi. Hôm nay á, được ông Ngô Chiếu cố ghé qua đó, trời ơi tôi mừng lắm. Hổng rại hả, tôi trồng ông dữ lắm đó. Tại mấy bữa nay tôi bận tối mặt tối mày. Nửa đời người rồi
vẫn còn cực, không được an nhàn như người ta. Cực gì á mà phải đếm vàng, đếm bạc, cất vào kho như vậy. Tôi có ý trong ông là vì có một kỹ nữ mới nạp. Cổ á là một kỹ nữ thôn quê á, mới vừa lớn, đẹp đẽ, khỏe mạnh. Ông mà gặp á là chắc chắn ông sẽ ưng bụng liền à. Bạch Diệp ơi. Thôi, khỏi. Tôi chỉ cần Lệ Chi thôi. Lệ Chi đâu? Sao không gọi cho tôi? Lệ Chi á, nó quen mặt rồi, nên tôi muốn thay đổi người mới để ông thưởng thức. Bạch Diệp ơi, con ra hầu khách nè con. Lẹ lên đi. Nè, ông thấy sao? Tôi á, đặc biệt á, để dành để cho nó hầu hạ ông đó nha. Ông á, là người đầu tiên đó nha. Bạch Diệp nè, còn con á, nhớ làm cho ông Ngô vui vẻ. Bảo đảm á, là con không có thiệt thòi đâu. Dạ. Thôi đi. Lui ra. Tôi chỉ muốn Lệ Chi thôi. Ông Ngô à, chẳng lẽ cái con Bạch Diệp này á mà ông cũng không ưng mắt hay sao? Thôi được rồi, hay là để tôi kêu á Thủy Cúc hay là Minh Hương nó hầu hạ ông nha. Toàn là gái thôn quê không à. Lệ Chi đâu? Tại sao bà cố tình đẩy người khác để thoái thác Lệ Chi? Dạ, dạ thú thật với ông á, là Lệ Chi nó đang có khách. Khách nào mà có đặc quyền hơn tôi? Nè, ông đừng có nóng giận, ông đừng có nói vậy. Ông á là khách quý ở đây, đâu có còn ai khác nữa đâu chứ. Nhưng mà hiện tại thì Lệ Chi á, nó hầu rượu phòng bên cạnh, nên tôi không có dám réo ra đây. Nếu mà ông cần Lệ Chi á thì xin ông chờ một chút nha. Cái gì? Tôi phải chờ sao? Đó là Dương Tôn công tử nhà nào? Hay là Hào Phú bá hộ nào? Lại có Diễm Phúc được Lệ Chi hầu hạ? Dạ, dạ người đó ông cũng biết mà. Là ai? Để tôi qua đó coi. Dạ. Trời ơi, làm sao bây giờ đây? Trời ơi là trời. Lệ Chi đâu? Lệ Chi. Dạ, thưa ông Lâm, ông Ngô tới đây là có ý là để tôi tới đây là muốn để chào hỏi ông. Nghe nói ông ngồi bên này nên muốn qua mời ông chung rượu. Bà chủ nè, bàn tiệc của ông Lâm để tôi mời, bà cứ tính hết cho tôi nha. Không dám, tôi nghĩ ông nên tặng tiện trong lúc này vì ông đang cần bạc hơn tôi. Nè bà chủ. Dạ. Bàn tiệc của ông Ngô bên kia cứ để cho tôi đãi hết. Dạ, dạ cảm ơn ông ạ. Sẵn gặp ông ở đây, tôi muốn hỏi về vụ thương thuyết giữa tôi với ông hôm trước, coi ông đã quyết định như thế nào rồi. Thật ra thì bán đi đoàn thuyền buôn tôi cũng tiếc lắm. Ông Ngô à, việc buôn bán đoàn thuyền đi buôn của ông đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta sẽ bàn vào dịp khác. Tôi đang bận tiếp khách, bàn chuyện lớn hơn. Vì vậy tôi sẽ hẹn lại ông dịp khác. Dạ, nếu ông nói vậy thì tôi không làm phiền nữa, xin phép cáo lui. Thiệt là thất lễ, nếu có chuyện gì mong công tử bỏ qua cho. Không sao, không sao. Vậy chúng ta vẫn bàn tiếp việc cũ chứ. Tức, thật là tức mà, coi tôi không ra gì. Bà chủ đâu? Dạ. Ông Ngô gọi tôi. Người đang gọi với ông Lâm bên kia là ai? Mà có vẻ ông Lâm súng xích nể trọng vậy. Dạ,
Đó là cậu ba nhà họ Trương ở làng kế bên á. Ông Trương mất để lại điền sản trù phú. Nghe nói cậu ấy tiếp quản cái cơ ngơi đó. Đúng là mấy tên công tử thừa hưởng gia sản cha mẹ để lại. Toàn phá gia chi tử. Biết gì mà mần ăn chứ. Chắc là đang bị họ Lâm bày vẽ phá phách rồi. Tôi nghe nói cậu ấy rất là giỏi giang, mà rất là chí thú làm ăn. Cậu ta đã từng mua lại nhiều xưởng và chành lân cận rồi. Nhiều thương gia đến đây nhắc tới Trương công tử là với sự ngưỡng mộ. Trương công tử tuổi trẻ mà tài cao. Hôm nay cậu ta với lại ông Lâm gặp nhau, chắc là cũng bàn chuyện làm ăn gì đó. Thật vậy sao? Tuổi trẻ tài cao sao? Cậu ta tên gì? Dạ, Trương Trung Điền. Nè, bà nói làm tôi hơi tò mò về cái cậu họ Trương này. Nè, bà có cách nào cho tôi biết về thân thế họ Trương không? Tôi sao? Làm sao tôi có thể làm được chứ? Có chuyện gì mà bà không thể làm? Ý, vậy giờ ông muốn tôi làm gì? Nhà cô ở làng nào? Cô đi với ai tới đây? Tôi đi với tía má tôi. Tía má tôi kêu tôi đứng ở đây chờ nè. Mà tôi chờ miết à, tôi không thấy tía má tôi quay lại để đón tôi. Vậy cô đứng đây chờ bao lâu rồi? Đâu có lâu gì lắm đâu, mới có 10 năm mà. Trời đất ơi, chờ 10 năm? Cô nói chơi phải không? Nhưng mà cô tên gì? Tôi tên gì hả? Thì anh thích gọi tôi tên gì thì anh cứ gọi thôi. Hiểu rồi. Gặp thứ dữ rồi, chắc không được bình thường rồi. Thôi thôi đừng có khóc nha. Bình tĩnh vui vẻ nha. Bây giờ vậy nè, tôi dẫn cô lên đình gặp mấy ông trên làng xã để mấy ông đó giúp cô nha. Không được, tía má tôi dặn á là tôi phải đứng ở đây để chờ tía má tôi lại rước, không có được đi theo người lạ. Cô ơi, cô gặp tôi là mai phước đó. Tôi thiệt lòng muốn giúp cô mà. Cô theo tôi đi nha. Đi. Không được, tôi không có đi theo anh đâu. Tôi ở đây chờ tía má tôi. Không biết con gái nhà ai mà lang thang ở đây, tâm trí thì không được tỉnh táo, lỡ gặp kẻ xấu không biết tính sao đây. Nếu mà có ai làm gì cổ thì thật là tội nghiệp. Thôi được rồi, cô theo tôi đi. Đi. Anh làm gì vậy? Anh tính dắt tôi đi đâu vậy? Tôi đã nói tôi không đi rồi mà. Tôi ở đây tôi chờ tía má tôi. Tía má cô trên đó hả? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cô đừng có khóc nữa mà. Đừng có khóc nữa. Người ta nhìn vô tưởng tôi ức hiếp cô đó. Đừng có khóc nữa nha. Đi với tôi. Đi. Cô la nữa mà. Cô. Nè. Thôi hôm nay cô ngủ đỡ đây đi ha. Rồi sáng mai tôi dắt cô đi tìm tía má cô. Còn không á thì tôi đưa cô lại lên làng xã. Làng xã? Ừ.
thiệt tình đó. Dắt ra làng xã thì mấy ông đang đi đám ở bên làng bên đó, không ai chịu nhận hết. Thôi hôm nay cô tạm đây đi, rồi ngày mai đưa cô lại lên đó để kêu họ tìm cách giúp cô ha. Ủa, ủa, tiếng gì kêu vậy ta? Cái bụng tôi kêu đó. Cô đói bụng rồi phải không? Không, không có đói bụng, tại vì cái bụng tôi nó vui cho nên nó cười. Hả? Cái bụng cô vui nên cười hả? Được rồi, vậy thôi để tôi cho cái bụng vui của cô ăn nha. Ủa vậy là mình được ăn hả? Ừ. Nhưng mà không có được đâu. Ủa sao hả? Ăn xong rồi á là cái bụng của tôi nó sẽ khóc đó. Trời ơi, cái bụng của cô nhiều cảm xúc vậy luôn hả? Thôi cô ngồi đây đi nha, đừng có đi đâu quậy bạ nha. Tôi kiếm gì cho cô ăn ha. Ê, tự nhiên rước cái của nợ này chi không biết gì nữa. Đói quá, nhanh lên. Rồi đợi chút xíu đi, khoai chín rồi nè. Nè nè, cô cầm gì nè. Nóng. Cô ăn đi. Thơm, thơm. Bụng của tôi á, nó nghe thơm, nó vui rồi nè. Cười. Bụng cô ngộ ha. Nè, ăn từ từ thôi, cô chừng phỏng đó. Nè, món này tôi ăn hoài à, ngon lắm. Nè, cô ăn củ đó rồi ăn luôn củ này đi, cho nó no. Cho cái bụng của cô nó vui nha. Trước á, tía má của tôi á hay nướng cái này cho tôi ăn nè. Nhưng mà hổm rày á, không có ai nướng cho tôi ăn nữa. Sao kỳ vậy? Thì tía má tôi chết rồi. Từ lúc gặp cô tới giờ không biết khi nào cô nói chơi, khi nào cô nói thiệt nữa. Thôi giờ vậy, tối nay á cô chịu khó ngủ đây đi. Tôi sẽ nằm ngoài đống rơm tôi canh chừng nè, không ai dám hại cô đâu. Rồi tới ngày mai á thì tôi đưa cô lên làng xã nha. Quên nữa, cô tên gì vậy? Cô tên gì á? Ủa cô không có tên luôn hả? Hay là cô quên? Còn tên... đúng rồi, mà cũng phải tên tôi nữa. Là sao? Tôi không hiểu. Thì... ai muốn gọi sao gọi. Mà ai sinh ra mà không có tên, đúng không? Mà anh tên gì vậy? Tôi hả? Tôi tên Tèo. Tèo. Anh Tèo hay quá ha. Anh Tèo bò cho tôi cởi đi. Cái gì? Tôi thích chạy á. Cái gì cô? Cởi à, đi. Cái gì vậy? Cởi cho tôi bắt con bò vậy. Ây da. Tiếp đi. Tôi thích chạy á. Trời ơi. Ây da. Anh Tèo, anh Tèo kỳ quá. Tèo. Ê, ê, mày đừng có nghĩ bậy nha. Tao không có làm gì cổ hết, tao chỉ cởi cổ thôi à. Không phải, cổ cởi tao. Không phải, ý tao không phải như vậy. Ý tao là, tao thấy cổ ngoài đường, tâm thần không có được bình thường, nên là tao đưa cổ lên làng xã mà không ai anh chển nhận hết, nên là tao đưa cổ về đây, rồi ngày mai tao đưa lên làng xã lại. Cổ bắt tao làm con bò cho cổ cởi. Mày không tin mày thử nói chuyện cổ coi, đầu óc không có được bình thường. Tôi không chịu đâu, tôi không chịu. Gì vậy? Tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu.
À, nè, Teo à, chắc là ông trời thấy bề trời trọi của ông mình, cho nên ông mới khiến xui cho mày gặp cô gái đó. Rồi nên duyên chồng vợ giống như là tích xưa vậy đó. Mày nói xàm gì vậy mày? Mày đừng có ghẹo tao. Tại tao sợ cổ đi bậy, rồi gặp anh hai nhà họ Trương hãm hại cổ, nên tao mới dắt cổ lên làng xã. Ai về đến đó không gặp ai. Mày thấy cổ tội nghiệp không? Nên tao mới dẫn cổ về cho ngủ một đêm ở đây. Hồi nãy tao nói mày nghe rồi mà. Thì đó, thì ông trời khiến xui nhân viên chứ còn gì nữa. Nhân viên cái giống gì? Cái cô này á, tâm trí không được bình thường. Tao không hiểu sao tự nhiên tao dính vô cục nợ đời này chi không biết nữa. Mày cửa gì mày? Tao e là mày với cổ có căn duyên vợ chồng với nhau đó. Mày không có giỡn vậy nha mày. Mệt quá, ngủ đi. Ê đây nè. Gì vậy? Thằng này, mày mày tính vô đó ngủ hả Tèo? Thằng này, mày chưa lên lễ ra mắt ông bà tổ tiên, tính đồng phòng sao mày? Cái thằng này ăn nói hồ đồ quá nha mày. Tao xích qua đây để tao nằm tao ngủ thôi. Tao nói chơi thôi chứ không có ý gì nghe mày. Thôi ngồi đây đi, lại ra dạy ly với tao rồi hả ngủ. Tối nay á, cứ để cô ngủ trong chòi đi, tụi mình cũng đỡ ở đây. Sáng mai tao với mày đưa cô lên làng xã. À, mày không có chọc tao với cổ nữa nha mày. Biết rồi, tao chỉ dẫn chơi thôi mà. Nè, Tèo Tèo. Vậy đó đông kia, trưa trật rồi. Vậy đi. Tôi hôm nay chắc tao không ra đồng đâu mày ơi. Để tao kêu cô đó dậy, dắt cô ra làng xã. Cô ơi dậy hả? Cô ơi, cô bị sao vậy? Cô ơi, quân ác tao, cái quân động ác. Tèo, xảy ra chuyện gì vậy? Tao đâu biết gì đâu, thức dậy là cô cũng vậy đó. Cô bị tỉnh đi thằng kia. Tụi quay á, dám làm chuyện tại chợ này sao? Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tụi bay dám dụ dỗ con gái nhà lành hả? Cái gì vậy? Ất, mày đừng có vu oan giáo họa cho tụi tao. Hôm qua tao thấy tâm thần của cổ không có được bình thường, nên tao cho cổ ngủ đỡ, rồi sáng nay tao định đưa cổ lên làng xã nè. Nè, mày đừng có lấp liếm cái tội lỗi của mày. Mày thấy con gái người ta bị mất trí như vậy nên mày dụ dỗ đúng không hả? Mày á, làm chuyện bất nhân còn chối nữa hả? Nè, mày coi nè,
mặt mày tay chân của cậu bầm xanh bầm tím hết. Như vậy cũng đủ tố cáo hai đứa bay là loại thú tính rồi. Nè, mày đừng có ngậm máu phun người. Tao cũng đang muốn biết là đêm qua xảy ra chuyện gì đây. Đêm qua chỉ có cậu và hai đứa bay ở trong chòi. Như vậy cũng đủ tố cáo hai đứa bay mặt đúng người là không bằng giả thú rồi. Bắt con nhỏ mới tới chút xíu tao nghe không. Đúng là đồ cặn bã. Mọi người ơi, mau qua đây bắt hai thằng này lên làng xã. Đúng rồi, mày ngươi làm gì vậy? Mày lên làng xã ra. Mày quán ba. Mày quán ba. Mày đi đi. Mày đi đi. Mày quán ba. Mày quán ba. Mày quán ba. Đây, lễ chi của ông đây. Hôm nay tôi không hứng thú, kêu cô ấy ra ngoài đi. Đi đi. Nè, việc hôm trước tôi nhờ bà, việc dò la thân thế, gia cảnh của họ Trương ra sao rồi? Tôi có tin rồi. Ông cứ từ từ nhấp chén rượu thông thả rồi tôi kể cho ông nghe. Ông bá hộ Trương Vinh Hiển có 4 bà vợ và 4 người con trai. Cậu hai á là Phong Điền, con của bà hai. Còn người ông gặp hôm trước á là Trung Điền, là cậu ba, con của bà ba. Tuy là thứ nam nhưng được giao quyền cai quản toàn bộ điền sản họ Trương, đúng chúc thư của ông bá hộ để lại. Trong nhà chỉ có cậu hai đã lập gia thất, còn lại á thì chưa. Còn cậu Tư á là Phúc Điền, con của bà Tư á theo nghiệp đèn sách. Cậu Út á là Bảo Điền, là con của bà Năm, mới có 10 tuổi à. Còn nữa, cậu ba tuy đến tuổi lập gia thất nhưng mà cứ lấy cớ bận công chuyện để mà thoái thoát. Mặc dù bà ba đó đánh tiếng tìm người khắp nơi để mai mối. Nè, như vậy á có đủ chưa? Ông cần hỏi thêm nữa không? Tôi cũng đã dò la biết được nhiều xưởng chành lớn ở trong trấn cũng bị cậu ta mua hết. Hèn chi ông Lâm mới làm thân và nể trọng cậu ta tới như vậy. Thì đó, tôi đã nói với ông hôm trước rồi, cậu ba nhà họ Trương đang có nhiều người cầu cạnh, làm thân lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao, mà cậu ta cũng đặc biệt lắm mà nha. Đặc biệt thế nào? Những lần vào Thanh Lâu này, cậu ấy chỉ ngồi uống rượu, lầm lầm lì lì bàn công việc, chứ không có muốn cô gái nào mà hầu hạ làm phiền. Bọn con gái Thanh Lâu cứ đứng ở ngoài nhìn lén rồi ngưỡng mộ nha. Có một đứa nào mà được lại gần đâu. Tụi nó kháo nhau á, cậu ta đáng mặt nam nhi, chỉ lo chí thú làm ăn, không háo sắc, cũng không có chơi bời. Ai mà làm vợ cậu ta chắc là đã tu chính kiếp rồi đó nhau. Nè, bà có cách nào sắp xếp cho tôi gặp cậu ấy một lần không? Nhớ đừng cho ông Lâm biết điều này. Được rồi, tôi sẽ cố giúp ông. Đèo, đèo, hai đứa mày nghe tao hỏi nè. Cớ chi tụi bay gây ra chuyện đốn mạc với cô gái tật nguyền? Cái tội này đáng bị đấm gông và thích chữ lên mặt tụi bay biết không? Dạ thưa ông Hương cả, mong ông tra xét cho tận tình. Tụi tôi không có hại cổ. Tụi bay không hại nó thì ai hại? Chớ mày có biết cô gái này bị mất trí không? Dạ biết. Lúc trò chuyện với cổ, tôi thấy cổ nói năng không được bình thường. Dạ bẩm quan. Dạ mời quan ngồi.
Dạ bẩm quan huyện, làng có chuyện nên tôi sai tụi nó lên bẩm báo với ngài, mời ngài tham gia phán xét cho công minh mọi lẽ. Ông cứ làm tiếp việc tra xét, đừng làm gián đoạn buổi xét xử. Bẩm dân à, đen, mày nghe tao hỏi, mày biết nó bị mất trí mà mày vẫn đưa nó về chòi hả? Sao mày không đưa nó lên làng xã trình diện? Từ đầu mày đã có ý đồ đê hèn có đúng không? Dạ thưa ông Hương cả, tôi không có ý đồ gì hết. Tôi không có ý đồ hại cổ. Tôi có đưa cổ lên làng xã để gặp mấy ông, nhưng mà không có gặp được. Tôi có gặp anh Tý, anh có nói là các ông bận đi ăn đám bên làng bên, ngày mai mới về. Có gì ngày mai lên rồi gặp. Tý. Dạ. Mày ra đây. Dạ. Anh Tý, những gì thằng Tèo nói á đúng không? Dạ. Cả ngày hôm qua con đâu có lên làng xã mà gặp nó à? Anh Tý, anh nói láo. Rõ ràng anh thấy tôi dắt cô gái này lên làng xã mà, anh còn nói tôi mai hãy quay lại. Tại sao anh vu oan tôi như vậy? Tại sao anh nói dối vậy? Đúng rồi, con cũng thấy anh mà. Không tin mấy ông hỏi cổ đi. Như vậy là đã rõ rồi. Trời ơi, sao lại oan ức tới như vậy? Ức? Dạ. Mày nói cho mọi người ở đây biết, lúc mày tới chòi mày đã thấy những gì, coi tụi nó có bị oan ức hay không. Dạ. Dạ thưa cậu. Dạ thưa các ông. Cái lúc tôi tới chòi thì thấy hai người này nè còn ngủ say, còn bình rượu thì nằm lăn lóc ở dưới, còn cô gái này á thì nằm trong góc la hét khóc lóc thảm thiết, quần áo thì lại rách bươm như vậy nè. Việc này đã quá rõ ràng. Đêm qua hai tên này đã uống rượu say đến nỗi mất hết nhân tính, rồi làm chuyện đồi bại với cô gái loạn trí. Sao tụi bay tàn nhẫn quá vậy? Ông Hương cả, theo lệ làng thì ông tính sao? Bẩm ngài, theo lệ làng căng ra đánh mỗi đứa 100 trượt thích chữ lên mặt, dẫn đi vòng vòng để cho mọi người lấy đó làm gương. Sau đó xuất khỏi làng, bắt tạp dịch 5 năm, cấm không cho quay về làng nữa. Trời, tôi bị quan mà. Vậy thì cứ tuân theo lệ làng mà làm. Sau khi trừng trị bọn chúng, nếu bọn chúng không phục, cứ việc lên nha môn kêu quan. Lúc đó thì ta sẽ mở công đường xét xử. Nhưng mà nên nhớ, có nhân chứng vật chứng rõ ràng thì lên đó sẽ bị thêm tội quấy rối công đường, hình phạt sẽ càng nặng hơn. Chúng tôi bị quan bà. Tôi bị quan. Chúng tôi bị quan. Quan quỷ à? Chúng tôi bị quan. Tôi bị quan bà. Chúng tôi không có làm chuyện đó. Tôi bị quan. Chúng tôi bị quan mà. Tôi bị quan. Tụi bay đâu? Giam tụi nó lại. Sáng ngày mai đem ra đánh 100 trượng. Tôi bị quan. Chúng tôi không có làm. Tôi bị quan. Chúng tôi bị quan mà. Tôi bị quan. Thật sự là không có làm gì mà. Quan chỉ gì đâu, còn quan đó, thấy không? Sao anh làm vậy vậy anh Tý? Làm chuyện gì mà?